Chào tất cả các chị tham gia vào buổi livestream sáng ngày hôm nay của em nhé. Chào Thu Trang nhé. Chào chị Trang Kiều. Em chào chị Yến, em chào chị Lý Lê. Rồi chào Trang Kiều nhé. Các chị mới vào cho em xin một nút chia sẻ like nào. Lên cao một tí, hôm nay em sẽ xả toàn bộ áo này với cái giá là 180.000. 180.000, hôm nay nó khoảng 57 hình các chị nhé. Hôm nay còn bao nhiêu em sẽ xả hết toàn bộ hàng áo đá này. Từ đá thun lạnh này, đá khoảng sâu này, nhìn chung là phong cốt tông, hôm nay có cái gì em sẽ xả toàn bộ hết hàng để chuẩn bị đón hàng thu. Rồi chào Trang Kiều, em chào chị Thủy Trung nhá. Các chị cho em xin một nút chia sẻ like nào. Tất cả các chị tham gia vào buổi live stream sáng ngày hôm nay của em, cho em xin một nút chia sẻ like để mình đặt hàng cho nó lên nó nhanh ấy. Đặt hàng nó lên rất là nhanh, nếu không là em cứ phải chờ các chị chốt hàng nên nó lâu. Cái cú pháp chốt hàng này các chị em đọc đến mã nào trước khi bán hàng, em sẽ giới thiệu rõ chiều cao và cân nặng và có size số bao nhiêu các chị mặc vừa. Các chị chỉ cần cho em size số kèm số điện thoại là bên em chốt hàng ngay cho các chị nhá. Và chỉ cần cho bên em một lần thôi. Đấy, chỉ cần cho bên em một lần. Chị nào mà không thấy em nhắc tên thì các chị có thể lại hỏi lại em, bởi vì là mình không chia sẻ like cho nên là cái comment của nó không hiện lên được và em không nhìn thấy nhá. Các chị nghe rõ em nhá. Em chào chị Hồng Bi này, chào chị Hồng Nhung, em chào chị Nam Thị Đặng nhá. Chào Minh Thùy. Tối hôm qua nghỉ một buổi thôi mà tối hôm qua nghỉ một buổi đưa mọi người đi uống nước thôi mà các chị hỏi nhiều quá, gọi về bán hàng. Rồi em chào chị Phương Mai nhá. Đấy, chờ lên cao một tí nữa, khoảng trên 200 người em bắt đầu bán hàng luôn. Hôm nay các chị thích em bán cái gì đầu tiên nhỉ? Còn chị nào có cái đơn của bên em mà các chị chưa nhận được hàng không? Còn đơn nào mà các chị quá một tuần không nhận được hàng không nhỉ? Từ sáng đến giờ bên em đã xử lý mấy chục đơn hàng của các chị chậm rồi mà đều bổ sung số điện thoại và tích phát được ngay. Hàng đã về đến đấy rồi nhưng mà do trục trặc với số điện thoại hoặc một vấn đề gì đấy thì mới chưa phát được thôi các chị nhá. Còn toàn bộ hàng thì đi rất là đúng tuyến. Các chị cho em xin một nút chia sẻ like nào. Chào em Tô Nguyên nhá. Các chị chào chị Thu Vương, em chào chị Phương Mai, chào Triệu Thị Tư, em chào chị Minh Nguyễn, em chào tất cả các chị. Chị Minh Nguyễn ơi, nhận được hàng chưa? Chị Minh Nguyễn ơi, nhận được hàng chưa? Có những chị là hôm qua đơn bên nhà em đi rất là nhiều, mấy trăm đơn liền một lúc, có những chị báo là hoãn đơn. Thế nhưng mà đơn bên em hoãn đơn để chờ mua thêm, nhưng mà bên em hàng đi rồi thì không thể hoãn được các chị nhá. Nó cứ ra khỏi nhà em thì em không thể chạy theo xe mà lấy hàng về được. Cố gắng là khi bên em mà chốt hàng, chị nào mà báo lưu đơn thì báo luôn hộ em với. Đấy ạ, và bây giờ nó chuẩn bị sang cái hàng thu rồi, đặc biệt là hàng xả và hàng thu. Thì cái đơn mà trị giá trên 500.000 là bên em sẽ không miễn phí ship nữa các chị nhá. Đấy ạ, bên em sẽ không miễn phí ship nữa, bởi vì nếu mà chia sẻ like. Đúng rồi, chào Đức Tài nhá. Chị chưa em à, chị Minh Nguyễn ơi, chị chưa nhận được hàng đúng không? Đơn của Minh Nguyễn hình như là mới đi được 2-3 hôm thì phải. Chào chị Hoa Cỏ May. Chị Thế Ngọc ơi, em ở Yên Thế Bắc Giang nhá. Em ở Tam Tiến, Yên Thế Bắc Giang. Cái địa chỉ của em nó rất là rõ ở trên trang cá nhân rồi. Chị Lệ Thủy Buồn ơi, nhận được hết hàng chưa? Hôm nay em thông báo trước với các chị một cái tin vui. Đó là thứ nhất là với cái hàng xả hôm nay thì nó toàn là hàng đẹp như em đang mặc thôi. Đây nhá, các chị nhìn em nhá, toàn bộ đây là đá Quảng Châu. Hàng này của nó là hàng loại 1 và các chị được kiểm tra hàng cái thanh toán này. Thứ hai là cái hàng phông đá đủ màu, ví dụ như cái hình con chó và các hình hoa rất là đẹp thì em cũng xả hết trong buổi sáng ngày hôm nay. Và buổi chiều ngày hôm nay và buổi tối ngày hôm nay thì hàng thu cũng lại về rất nhiều. Đa phần là hàng cốt tông. Hàng cốt tông của nó là bộ cốt tông hàng thu đông. Hàng của nó là hàng zip, chất rất là đẹp và cũng đính đá. Nhìn chung là cái mẫu mã của nó thì em cũng được nhìn thấy rồi, chưa kịp đăng thôi. Hàng của Hồng Bi. Chị Hồng Bi ơi, đơn của chị mà trước từ hôm nay đổ về trước thì là đơn từ hôm qua đổ về trước là các chị được miễn phí ship đơn trên 500.000, nhưng mà từ hôm nay đổ đi thì chuyển sang hàng thu rồi, cái giá trị cái hàng của nó cũng cao thì em không thể miễn ship được. Ít nhất nó phải 3-4 sản phẩm, mà bây giờ 3 sản phẩm hàng thu nó phải lên 700-800.000 cơ. Đấy là cái chắc chắn.
cái con canh mặc đằng sau là chân ngắn à, cái con mặc đằng sau là chân váy à, cái con canh mặc đằng sau nó là chân váy nhá, Triệu Thị Tư nhá, nó là chân váy đấy. Rồi chào Nguyễn Hương, chào Hiền Lê, em chào chị Hoa Lan nhá. Chị Lệ Thể Buồn ơi, chị chưa nhận được hàng à, chắc là trong hôm nay chị nhận được thôi. Chào Thảo My nhá. Em Hĩnh nhé. À rồi ok, chào cô chủ nhỏ nhá. Cô chủ nhỏ đang chào em Hĩnh và chào ông nọ. Tớ bảo lấy 3 áo mà sao gửi cho mình nhỉ. Chị Nguyễn Phương ơi, chị lấy 3 áo à, chị kiểm tra đơn Nguyễn Phương đi chưa. Đây để em kiểm tra đơn của chị Nguyễn Phương nhá. 3 áo mà sao không gửi cho mình. Chị Nguyễn Phương ơi, các chị mà mua hàng em mà chốt hàng rồi thì đương nhiên bên em sẽ gửi hàng cho các chị nhá. Chả có lý do gì mà bên em không bán hàng cả. Ngồi ở đây vất vả lắm mới bán được một cái áo thì chả có lý do gì mà các chị mua hàng em không gửi. Đấy, chỉ có là ví dụ như bên em gọi điện chị không nghe máy, hoặc là nó vì một cái lý do gì đấy số điện thoại các chị cho sai thì bên em không chốt được hàng thì bên em không gửi hàng thôi. Đấy, cố gắng khi chốt hàng là để lại cho em số điện thoại chuẩn. Nếu như các chị có thể là để cái hàng nó không rõ là mã nào, như khi bên em gọi điện thì chốt hàng thì số điện thoại đúng thì sẽ ra các mã của các chị ngay. Em bắt đầu bán hàng nhá. Cái này thì các chị 65kg đổ xuống mặc vừa. Em bắt đầu bán hàng nhá, đã lên 280 người rồi. Cho em xin một nút chia sẻ nữa để em bắt đầu bán hàng. Và hôm nay các chị phải comment thật là nhanh thì mới mua được hàng nhá. Nó không có nhiều đâu, đã là hàng xả thì mỗi thứ nó có một ít thôi. Đấy ạ, chia sẻ like thì mới nhìn thấy được. Áo này em giới thiệu chi tiết với các chị này. Con áo này là áo Quảng Châu, hàng này của nó là hàng thu lạnh loại 1. Em đang bán với cái giá là 180.000. 180.000 con áo này nhá. Con áo này em đang bán với cái giá là 180.000 này. Các chị tổ khoảng từ 45kg cho đến 65kg và các chị mà vừa con áo này rồi. 180.000 áp dụng chia sẻ livestream. Đấy, 45 cho đến 65kg là các chị mặc vừa. 55 đổ xuống mặc cho em size M và 55 đổ lên thì các chị mặc cho em size L. Các chị bắt đầu đặt hàng theo cú pháp, để lại cho em mã số 1 kèm số điện thoại. Đấy, các chị bắt đầu đặt hàng của em với nhá. Chào chị Nhật Long Cute nhá. Nhật Long Cute ơi, hôm nay lấy hàng đá này đi. Chuyến đá này là chuyến đá cuối cùng rồi chị nhá. Chuyến đá này là chuyến đá cuối cùng để chuyển sang hàng thu đông rồi. Chị nào lấy gom hàng để bán thì các chị lấy đi. Đấy ạ, nhặt xỉ trên line thì cứ nhặt thôi. Rồi chào chị My Hà nhá. Chào chị Ngọc Trình, chào Hoàng Lộc, chào chị Nguyễn Thị Huyền nhá. Em chào tất cả các chị. Đấy, các chị bắt đầu đặt hàng của em. 55kg đổ xuống thì các chị mặc cho em size M. Và 55kg đổ lên thì các chị mặc cho em size L. Đấy, các chị cứ đặt hàng nhá. Con áo này thì em chỉ có khoảng 20 con thôi. Em còn thấy chị My Hà, em còn thấy tất cả các chị nhá. Cứ chia sẻ like cho em, tương tác của nó tốt thì em sẽ nhìn thấy tất cả các chị luôn. Đấy, chào chị Lưu Thị Hồng Liệu này. Liệu Thị Hồng à. Chào chị Liệu Thị Hồng. Lâu lắm mới thấy chị Liệu Thị Hồng vào. Chào Duyên Phạm nhá. 180.000 con áo này. Đấy, em chỉ có khoảng 20 con thôi, các chị nhanh tay. Cú pháp của nó là mã số 1 kèm số điện thoại size M và size L. Đấy, các chị chốt hàng của em nhá. Em bắt đầu bán hàng rồi. Chia sẻ like của em với nhá. Chào chị Hiền Lê, chào chị Lương Lê nhá. Chào chị, chào tất cả các chị luôn. Đúng rồi, các chị cứ chấm lên cho em như thế là tương tác của nó rất là tốt. Đấy ạ, chị nào lấy áo này thì để lại cho em mã số 1. Áo này của nó là áo hoa hồng. Nói chung là hoa hồng này của nó đẹp này, đá của nó thì các chị yên tâm. Nhiều chị các chị không phân biệt được chất cun nó là chất gì và chất cốt tông của nó là chất gì. Cái hàng này nó có hai loại, một là cốt tông, một là chất thun lạnh. Đấy, chào chị Việt Anh Nguyễn nhá. 180.000 nhá chị Nguyễn Hương nhá. 180.000 con áo này. Đấy, em bán con áo này 180.000 áp dụng chia sẻ livestream. Các chị nghe rõ em nhá. Áp dụng chia sẻ like, chị nào mà không chia sẻ like thì em sẽ tính con áo này với cái giá là 200.000 con áo này. Miễn ship không chị? Chị Nguyễn Minh ơi, cái đấy thì bên em phải kiểm tra đơn. Cái đấy thì bên em phải kiểm tra đơn nhá. Em phải kiểm tra đơn thì mới biết được, chứ bây giờ nói như này thì em không thể biết đâu. Bên em nó nhiều lắm. Chân váy gen đẹp đẹp không? Chân váy gen à? Hôm nay chân váy gen thì không có đâu, chỉ có chân váy hàng thu đông thôi. Chuẩn bị em ra toàn bộ hàng chân váy thu đông và hàng thu đông rồi. Đấy, hôm nay là buổi sáng cuối cùng. Chị nào đặt hàng mở hàng đầu tiên con áo này cho em nào. Đây là con hoa hồng Coco. Hàng này của nó là hàng mới tinh nhá. Hàng này của nó là hàng mới tinh chứ không phải là hàng cũ hay hàng hỏng gì cả. Nếu mà hàng cũ thì không chưa bao giờ có mã này ra. Mã này mà ra thì em cam kết với các chị là ra đến đâu là hết sạch đến đó. My Hà ơi, sao chấm nhiều thế? My Hà sao chấm nhiều thế nhở? Em thấy các chị chấm rất là nhiều, không biết là các chị chấm cái gì. Ví dụ mỗi chị một chấm thì tương tác nó còn tốt, chứ bây giờ các chị cứ chấm, một chị chấm liên tục như thế em không biết là các chị chấm cái gì nữa. Em nhận được áo xả 80k rồi. Đúng rồi. Chị Hương Huy ơi, tất cả những hàng bên em nó là hàng xả thì nó cũng đều là rất đẹp, chứ nó không phải là xấu nhá. Rồi ok, chị Việt Anh Nguyễn một cái size M này. Các chị bắt đầu đặt hàng của em ấy nhá. Hàng không có nhiều đâu, các chị bắt đầu đặt hàng của em với nào.
kết thúc hàng thì em sẽ kết thúc mã luôn. Kết thúc hàng em kết thúc mã luôn và không nhận thêm nữa nhá. Chậm hay loang? Cái gì à chị? Chấm hay lấy không chị? Cái gì em không hiểu? Cái gì em không hiểu chị nhá? Đấy, 55kg đổ lên mặc cho em size L, 55 đổ xuống là mặc cho em size M. Hàng các chị nhìn em nhá, co giãn 4 chiều, chất của nó cực kỳ là đẹp luôn. Và cái đá này thì em cam kết là các chị quay mới giặt nó không hỏng. Riêng cái hàng này thì em bảo hành cho các chị luôn, bảo hành cho các chị khi các chị mặc trên người. Đấy, nếu mà thực ra là cái gì cũng thế thôi, nó là của bền tại người. Nó là hàng thun này, nếu như các chị chịu khó giặt tay thì nó sẽ được bền. Có thể là mặc được 2 năm nó mới hỏng, nhưng mà nếu các chị quay mới giặt thì cái gì cũng thế thôi. Đến cái quần bò dày ơi là dày, nó còn bị hỏng, nó còn bị mòn đi, chứ đừng nói là cái áo. Ship bao nhiêu chị ơi? Chị Đỗ Bình ơi, chị ở đâu? Cái ship này thì là đa phần là Viettel người ta tính, chứ em không được tính nhá. Ship này thì Viettel người ta tính. Chị Lương Hiên ơi, em vừa vứt rồi mà. Chị Lương Hiên ơi, cái áo này thì size L à? Chị Nguyễn Thị Huyền size M này. Cái áo này là 180.000, gửi cho chị chưa? Trung Nga, em gửi hàng cho chị Trung Nga rồi nhá. Bao nhiêu một áo? 180.000 nhá. 180.000. Chị Nguyễn Thị Huyền này, một cái size M này. Có một cái áo đá kẻ ở đây mà gọi điện cho chị Lương Yên ơi, cái này thì bên em không có size XL mà chỉ có size L thôi. Chị Nguyễn Minh 52kg, chị có vừa 65kg, người ta còn vừa cơ mà. Chị Nguyễn Phương một cái size M này. Nguyễn Phương một cái size M này. Hà Nội chị ơi, chị ở Hà Nội thì mất được khoảng 30.000 một con áo nhá. Chị cứ chốt hàng cho em đi, tí nữa hỏi sau. Cái này 180.000 nhá chị nhá. 180.000, chị Nguyễn Minh ơi mặc size M đi. Con áo này đẹp này, hôm nay mã cuối cùng rồi đấy. Em ở Yên Thế Bắc Giang, hôm nay là mã cuối cùng của toàn bộ các hàng đá rồi. Còn sau nó có về hay nữa không thì em không biết. Đấy, sau nó có về hay không thì em không biết. Nhưng mà nếu mở đợt cuối vụ nó mở về thì nó lại còn cao hơn giá bình thường. Ship vào Sài Gòn mất khoảng 40.000 nhá chị Việt Anh Nguyễn nhá. 40.000, các chị cứ yên tâm là con áo này có cộng đến 50.000 thì các chị cả phí ship vào nó vẫn cứ rẻ hơn, gọi là ở cửa hàng người ta bán. Bình thường người ta bán con áo này là 280.000 và 300 cơ. Riêng bọn em bán ở trên line như này, ôm số lượng nhiều nó được cái giá như thế. Và đặc biệt hôm nay trong khung giờ xả thì bên em cũng bán vì cái giá này nó quá rẻ rồi, không đắt một tí nào. Đấy, các chị lưu ý hộ em nhá. Em gửi bên Viettel nhá chị Hương nhỏ nhá. Chị Hương nhỏ ơi, nhận được hàng chưa? Chắc là chưa nhận được hàng đúng không? Chị Sóc nhỏ ơi, đang bán giá là 180.000, 65kg đổ xuống là các chị mặc vừa. 65kg đổ xuống mặc vừa này. Chia sẻ like cho em để tương tác nó tốt nhá. Đấy, tương tác nó tốt, view nó lên cao thì em mới dễ bán hàng. Comment một cái em nhìn thấy ngay, không phải chờ đợi ai cả, không phải hỏi ai nhiều, nhìn được số điện thoại em chốt hàng luôn. Đấy ạ, rồi ok chị Duyên Nguyễn một cái size M này. Em cũng đang mặc size M đấy. Chị Duyên Nguyễn mặc size M. Chị Hà Đỗ cho em xin số điện thoại nhá. Chị ơi, ở Bắc Ninh mất được khoảng 30.000, ngoại tỉnh là các chị mất 30.000 rồi. Rồi chị Nguyễn Minh size M này. Chị Hà Đỗ size M. Chị Hà Đỗ mặc size L. Chị Nguyễn Minh size M này, chị Hà Đỗ size L này. Để lại cho em số điện thoại cho nó nhanh nhá. Tất cả các chị để lại cho em xin số điện thoại. Em chào chị Hạnh Phạm Thị nhá. Hạnh Phạm Thị ơi, hôm nay mua hàng đi. Chào Nguyễn Minh Đức này. Đấy ạ, của chị 54kg chị mặc cho em size L. Cái form này 54 mặc size L đi. 54kg mặc size L đi cho cái vai nó thoải mái một tí, không là cái vai này của nó hơi bị hẹp cái tay. Đấy, 54kg mặc cho em size L chị Yến Nguyễn nhá. Chị chưa, chị ơi thế đi, trong hôm nay chắc là các chị nhận được hàng thôi. Cửa hàng nhà mình ở đâu thế? Em ở Yên Thế Bắc Giang nhá. Chị Nguyễn Minh cho em xin số điện thoại này. Hà Đỗ cho em xin số điện thoại nhá. Tất cả các chị đặt hàng cho bên em xin số điện thoại nào. Đấy, không có yêu cầu gì cao, chỉ cần cho số điện thoại thôi, bên em có thể chốt được hàng bổ sung cho các chị ngay lập tức. Có kiểu khác chị Hoa Lan nhá. Nhìn chung là các chị cứ yên tâm, cái hàng này hôm nay thì bên em có mấy mã cơ, nhưng mã nào của nó đẹp các chị cứ để ý. Bao giờ em bán đầu tiên những cái mã đầy đủ và đẹp nhất thì em sẽ bán đầu tiên. Đấy, bán đầu tiên để mở hàng lấy khách mà, bao giờ đầu tiên cũng thích đâu. Đấy, 200.000 đối với các chị không chia sẻ like cho em và 180.
chia sẻ like nhiệt tình lên hội em với nào. Đấy, chia sẻ like, em nhìn thấy comment rất là nhanh, có khi cho số điện thoại rồi. Nhiều chị hỏi thôi, cho số điện thoại thì bị ẩn. Đấy, cho số điện thoại bị ẩn thì bên em không thể chốt được hàng được. Sau đó là gọi điện trách móc là không bán hàng cho chị à, không chốt hàng cho chị à. Chị ơi, cái này có một size thôi, 65kg đổ xuống, 60kg đổ xuống các chị mặc vừa. Chị gửi áo đính đá và váy một lần mà sao chị gửi lần làm là cái gì chị nhỉ? Chị Hiền Lương Phương ơi, nếu như các chị mua 2 lần và cách ngày thì đương nhiên là gửi 2 lần rồi, cái đó là do các chị nói chuyện với bên nhân viên bên em thôi. Đấy, cái đấy là yêu cầu của các chị. Em ở mỏ trại Tam Tín Yên Thế Bắc Giang nhá. Chị Nội Nội ơi, quần tín em sẽ bán sau, em bán áo trước. Đấy, em thì hôm nay em sẽ bán từ mã 1. Đầu tiên là mã số 1, sau đó là mã số 2. Áo đang mặc này bán với cái giá là 180.000 chị nhá. Có size nào mình vừa không? Chị ơi, 1m45 mà 42kg thì chị thiện lượng thiện thương, chị mặc cho em cái size M nhớ chị nhá. 100 cái áo này đang bán là 180.000, áp dụng chia sẻ livestream 50kg có mặc vừa chị Nguyễn Thị Huyền nhá. 50 cho đến 60 là các chị mặc vừa áo dây này. Đây ạ. Đấy, 50 đến 60 là mặc vừa áo dây, chị nào lấy thì chốt luôn cho em áo dây. Chào chị Lý Khanh nhá. Đấy, con áo này thì em có, đây là mã số 1, em đang mặc trên người. Các chị cứ đặt hàng đi, em cũng không có nhiều đâu, chỉ có ít thôi. Con hoa hồng này của nó không về nhiều. Con hoa hồng này em gọi hàng trăm cái áo nhưng mà nó không có hàng. Hàng về đến đâu người ta phải chia ra đến đấy. Đấy, đây là mã số 1, chị nào lấy mã số 1 lấy áo dây thì chốt luôn cho em. Chị nào lấy một đôi thì tí nữa chị các chị lấy sang hàng áo đào. Hôm nay rẻ tiếp, đúng rồi, hôm nay rẻ mà. Chẳng thấy nhân viên điện gì à. Của chị này, em thông báo lại các chị này, hai áo, tức là một áo, hai áo của các chị bây giờ tất cả hai áo là em cho đi luôn cho ngày hôm sau. Mà một áo mà các chị để quá 3 ngày em cho đi trước luôn. Đến ngày thứ tư các chị đặt thì tức là nó lại là một cái mã khác rồi. Các chị lưu ý hộ em nhé, bên em không lưu hàng đâu. Cho chị áo dây nhé. Chị Nguyễn Thị Huyền cho em xin số điện thoại luôn nào. Nguyễn Thị Huyền cho em xin số điện thoại luôn nhé. Sao chị không lấy cả đôi? Áo dây em đang mặc, chị Giang Hoa áo này có size. Áo dây đang mặc này bán với cái giá là 160.000. Chị Nguyễn Thuyện, Thuận Thương một cái size M này. Chị Thuận Thương một cái size M này. Cho em xin số điện thoại luôn nhé các chị nhá. Đặt hàng cho em với số điện thoại cho nó nhanh. Thuận Thương một size M này. Hôm nay rẻ hơn mà, hôm nay em bán hàng áp dụng chia sẻ livestream và hỗ trợ giá cho các chị, xả toàn bộ hàng luôn. Em đã nói thông báo ở trên đầu live rồi, xả toàn bộ hàng để đón hàng thu, không miễn ship chị Giang Hoa nhá. Đặc biệt là trong cái giờ xả này em sẽ không miễn ship đâu. Và từ bây giờ đổ đi thì ba sản phẩm bên em cũng không miễn phí ship nữa, bởi vì tính đơn ra như thế thì có những đơn em còn lỗ vốn cơ, bởi vì cái giá thành của em lấy lãi các chị nó rất là thấp. Đấy, nhiều chị mà mua 3 áo nhưng được có 60.000, mất tiền ship mất 45, gần 70.000, gần có chị lên đến gần 70.000 thì em đúng là lỗ vốn. Cho nên là em không miễn phí ship đấy nhá. Áo em mà có size L nhá chị Nguyễn Huỳnh nhá. Có size L đấy, chị lấy nhanh lên không là hết luôn này. Chị có vừa đặt một áo số điện thoại rồi mà. À, chị Nguyễn Thị Huyền có một áo rồi chị ạ. Dồn đơn đúng không? Thế chị nào có đơn thì phải báo bên em là dồn đơn nhá. Em có size L, ship tính bao nhiêu? Cái này thì ship Viettel tính, các chị ở xa thì sẽ mất nhiều tiền và các chị ở gần thì mất ít tiền. Đấy, cái đó là do chặng đường đi. Ở thành phố nó khác, ở nông thôn nó khác và mãi trong sâu sâu nó lại khác. Đường khó đi nó lại đắt hơn. Cái đó là Viettel người ta tính, người ta đo được chặng đường hàng đến của các chị em thì không đo được. Đấy, áo chị mặc bao nhiêu? Chị Hà My ơi, 180.000 nhá. 180.000. Cái ship này Viettel người ta tính mà em không được tính. Đấy, em chỉ còn khoảng chục con nữa thôi. Thì nào lấy thì chốt nốt của em này. Em còn khoảng chục con thôi, chị nào lấy thì chốt nốt của em nhá. Còn chục con thôi. Rồi ok, chị Thảo Huỳnh cho em xin số điện thoại luôn. Thảo Huỳnh cho em xin số điện thoại luôn nhá. Các chị chốt hàng cho em xin số điện thoại với. Nhìn chung là 54kg đổ lên là các chị mặc được con áo này rồi. Chị nào mà 53, 52 mà các chị mà dưới 1m50 phải báo em nhá. Sao hôm nay bán rẻ thế, hôm nay xả toàn bộ hàng cô chủ nhỏ nhá. Hôm nay hàng thu báo về rất là nhiều rồi. Chiều nay mình về ngập nhà hàng thu luôn. Cho nên phải xả toàn bộ hết hàng đang ở nhà đi. Cho chị xem áo bò xanh nhạt. Chị Nguyễn Huỳnh, em lấy cho chị áo bò xanh nhạt. Đây để em cho chị xem áo bò xanh nhạt luôn. Áo đang mặc bán 180.000. Ngày nào cũng bán 180k mà. Không, áo đá này những hôm nào mà còn dư ra được khoảng vài cái mà không phải mã mới thì mới bán xả 180k thôi. Còn hôm nay cái mã này là mới tinh cho nên là các chị mới đang gọi là đang thắc mắc là sao hôm nay áo này là hàng mới mà lại bán có 180.000 nhá chị nhá. Đấy là lưu ý hộ em. Đây ạ. Cho chị size L. Rồi ok, chị Yến Nguyễn size L này. Nhật Long Cute hôm nay có nhận hàng này không?
Chị Hải Ngô ơi, 65kg mà các chị mặc vừa rồi. Không có size S Trung Hoàn nhá, size M các chị 45kg đổ lên là mặc vừa. Đấy ạ, à, chị Hải Ngô ơi, cái này không có size XL đâu, cái này chỉ có size L và 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. Trên 65kg thì em không nhận đâu nhá. Hai dây này chỉ có màu đen, riêng áo hai dây thì không có màu gì nữa cả ngoài màu đen. Đấy, các chị lưu ý của em nhá. Mua động thế thôi, áo hai dây chỉ có màu đen. Nếu như màu khác của nó mặc thì lại rất là xấu. Đây là áo màu của chị này. À, em ở Tam Tiến như thế Bắc Giang, chị Hà Hoàng nhá. Em ở cây xăng Mỏ Trạng, chị cứ đến đấy, đấy là nhà em. Đây ạ, con áo này, con áo đang mặc trên người chỉ có 10 con nữa thôi. Chị nào chốt thì nhanh tay lên, áp dụng chia sẻ livestream nhá. Chị Vy Oanh ơi, đây là áo 2 dây. Các chị chốt hàng cho em số điện thoại cho nó nhanh nhá. Đây là áo 2 dây này, 2 dây này 160.000. Toàn bộ hàng này của nó là đá đính hai vai. Các chị nhìn của em nhá, đây là dây kết, đây là dây kết này. Chị nào lấy áo này thì chốt luôn cho em áo dây. Áo dây này của nó xinh, cho em áo dây đi. Đây là áo dây chị nhá. Rồi ok, chị Hà My, một áo 50kg, chị mặc cho em size M. Chị Hà My một con này. Áo khoác đen canh mặc cho chị xem nha. Rồi ok, chị Thảo Loan, em mặc mẫu của chị mới hít rồi. Đây để em cho mẫu mặc luôn áo khoác đen cho chị nhá. Mặc quần bò thử áo mẫu cho chị đã. Đây để em cho mẫu mặc thử cho các chị xem. Áo bò em cũng cho các chị xem luôn. Và các chị có yêu cầu gì về cái hàng gì mà nó ngoài cái hàng em đang mặc trên người thì em sẽ cho mẫu thử trực tiếp cho các chị. Đây ạ, áo bò này 390.000 chị nhá. Bò này thì bây giờ bắt đầu mới vào vụ bán. Đấy, mặc dù em bán rất là nhiều áo bò rồi nhưng bây giờ nó mới bắt đầu khởi điểm vào vụ bán hàng áo bò này rộ. Đấy, bởi vì trời rất là lạnh rồi, buổi tối ngày hôm qua em thì ít khi đi ra đường lắm, nhưng mà tối hôm qua có đi chơi đi uống nước một tí thôi, cảm thấy rất là lạnh mà cũng đã phải mặc áo khoác nhẹ rồi. Đấy, mùa này các chị mua những con áo khoác nhẹ này và những con áo bò này nó rất là lợi. Đấy ạ, Nguyễn Hương một cái size M này. Đó, ok chị Nguyễn Hương này. Đây nhá. Đấy, chị nào lấy áo dây thì cho em áo dây. Em thử áo dây mới lại khoác áo nhẹ kia cho chị. Đây để em bán luôn áo nhẹ luôn, kết hợp luôn. Áo phông đá bao nhiêu? Áo phông đá giá bao nhiêu? Phông đá này em đang bán với cái giá là 180.000. Tí nữa toàn bộ áo phông đá còn bao nhiêu em trả toàn bộ là 110.000 cho các chị hết nhá. Các chị 56-57kg đổ xuống có thể mặc vừa áo phông đá đó. Hôm trước em bán là 130.000, hôm nay em xả toàn bộ hàng luôn. Đấy, em đã xả với cái giá là 110.000 thì các chị biết là em có lãi không rồi đấy. Không có lãi, không có lãi một tí nào luôn, có thậm chí còn lỗ mấy nghìn. Chẳng nhẽ bây giờ bán là 113.000, 114.000. Đấy, đi lấy hàng thì mặc cả người ta từng đồng. Thế nhưng mà khi về bán xả thì bao giờ cũng phải lỗ vài nghìn. Màu xanh không, chị Yến Nguyễn ơi có mà. Áo màu đá màu xanh đây, Yến Nguyễn mà lấy đi chốt luôn cho em nhá. Cho chị một áo đang mặc, chị nặng 55kg, chị mặc cho em cái size L. 55kg chị mặc cho em size L nhá. Đấy ạ. Đấy, 55kg mặc cho em size L, chị chốt hàng của em đã này. Chị Nguyễn Thuyết một cái size L này. Áo bò đá bao nhiêu chị ơi? 390.000 chị nhá. Em cho mẫu thử luôn bây giờ. 390.000. 390.000, 390.000. Đấy các chị nhìn của em nhá. Áp dụng chia sẻ livestream, chia sẻ like của em với nào. Con áo đang mặc trên người là áo số 1, 180.000, chị nào lấy thì chốt luôn của em này. 180.000. 180.000, chưa bao giờ em bán cái giá này luôn. Đấy, trừ khi là những cái áo nó còn có 1-2 cái thì em bán nốt. Có giảm không? Có gì chị nhờ? Áo dây có giảm không là cái gì à chị Thanh Huyền? Màu đấy mới khoác áo nhẹ à chị? Áo chị mặc có màu đen thôi ạ. Đúng rồi, chị Thu Đồng nhá, áo này chỉ có màu đen thôi. Chào Tuyến Tuấn, áo này nó không có màu gì nữa cả. Mà em cũng chỉ còn ít thôi, không còn nhiều đâu. Chị chờ em một tí nhá. Các chị cứ ra lấy hàng một cái giờ em bán hàng, không có người lấy hàng cho các chị. Đấy, các chị chờ em một tí. Chia sẻ like hộ em với nhá. Chia sẻ like hộ em với nào. Đây em đang cho mẫu, đang cho mẫu thử này. Áo khoác nhẹ đây. Đây để em cho mẫu thử áo khoác nhẹ để các chị xem luôn, kết hợp cả áo dây. Kết hợp cả áo dây luôn nhá. Cho em CD M chị nhé. Rồi ok chị Mai Vũ. Mai Vũ cho em số điện thoại luôn nào. Chị Mai Vũ cho em số điện thoại luôn nhá. Mai Vũ cho em số điện thoại. Áo dây trên kênh 160.000 chị nhá. 160.000 đó là mua một áo và 300.000 là mua một đôi. Và kết hợp với áo ngoài thì em cũng tính 100 mặc mờ, đúng rồi chị mặc mờ thôi chị Nguyễn Hương nhá. Kết hợp cả bộ đấy thì em sẽ bán cho các chị là 170.000 áo, 150.000 dây. Đấy, tổng cộng là 320.000. 320.000 cả bộ đấy. Chào Lê Thị, chào chị Lê Thanh nhá. Chào chị Lê Thanh. Đấy, mẫu đang mặc, hiện tại mẫu đang mặc là áo khoác ngoài. Áo khoác trong là 150, áo khoác ngoài là 170.000.
em quay sau lưng cho các chị xem, mặc áo quay một vòng. Đấy, các chị nhìn em áo khoác ngoài nhá. Cái thời tiết này mình khoác 12 giây cũng được, khoác 13 lỗ cũng được, và thậm chí khoác mấy con áo em đang mặc nó cũng rất là xinh. Rồi ok, chị Mai Vũ một cái size M này. Chị Mai Vũ một cái size M có chưa? Đây, Mai Vũ một cái size M này. Các chị cho em xin địa chỉ luôn nhá. Chị Phúc Trường ơi, giờ hàng mấy ngày đến? À chị ơi, gửi hàng đi. Bây giờ nó khoảng trong vòng một tuần. Các chị ở xa nhất thì trong vòng khoảng một tuần thôi. Cũng có đợt nó chậm mà cũng có đợt nó nhanh. Có đợt thì chỉ 3 ngày các chị nhận được hàng, nhưng có đợt nó phải 6-7 ngày. Đấy, nó tùy theo tiến độ đi của hàng nhá. Cái đấy thì em, hàng cứ ra khỏi nhà em là em không biết được nó bao giờ đến. Em không khẳng định được. Cho nên là nhiều chị cứ bảo là nếu như chắc chắn là ngày mai hàng đến nơi thì hãy gửi cho chị. Cái đó em không chắc chắn được và em cũng không gửi hàng nhá. Bây giờ hàng đi, nó cũng phải đi, nó cũng phải vận chuyển. Có lúc nhanh, có lúc chậm. Có Nguyễn Đức hôm qua gửi người lấy rồi. Hôm qua gửi người mang hộ rồi. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt tiếp cho em con áo này. Chị nào lấy áo mẫu đang mặc áo dây thì cho em áo dây kèm số điện thoại. Chị nào lấy áo khoác nhẹ thì cho em áo khoác nhẹ kèm số điện thoại. Khoác nhẹ đấy là 170.000. Em bán kết hợp luôn cho nó nhanh. Cái quần trắng bạn ấy đang mặc em bán với cái giá là 150.000. Em chỉ còn vài cái thôi, em để cho chị ấy một cái nhá. Của chị gì chị quên mất rồi. Chị có áo em gửi rồi, em đã thông báo các chị là gửi hộ rồi. Em gửi bưu tá người ta không mất gì, mất ship đâu. Đấy ạ, chia sẻ like hộ em với nhá. Chia sẻ like hộ em với. Bây giờ em bán sang cái mã số 2. Áo đang mặc bao nhiêu? Áo đang mặc này em bán với cái giá là 180.000. Áo đang mặc 180.000 chị nhá, 65kg đổ xuống mặc vừa. Chị Đào Tâm Như 180.000. 180.000. Đấy, áp dụng chia sẻ live stream. Chia sẻ live em với bán giá là 180.000. Không thì em bán con áo này với giá là 200.000. Đấy, các chị đi ví hộ em. Đúng giá của nó là 200.000 đấy ạ. Áo dây đang bán với cái giá là 160.000 chị Kim Tuyến nhá. 160.000. Chị nào lấy con áo này thì chốt cho em áo này và cho em số điện thoại luôn cho nhanh để em qua mẫu này. Cho em số điện thoại luôn mà em qua cho nó nhanh để em qua mẫu. Nhìn chung là con áo này bán vào ban ngày này thì ban ngày thì đa phần là khách lạ. Chứ còn ban tối mà khách quen thì em bán hàng nhanh lắm. Những cái con áo này các chị cứ lấy quá là nhanh, vèo vèo luôn. Đấy nhá, chị nào lấy áo này thì chốt tiếp cho em nhá. Áo em mặc giá bao nhiêu? Có size 62kg, chị mặc cho em cái size L. 62kg mặc cho em size L nhá. Áo khoác nhẹ và cả áo dây giá bao nhiêu? 170 và 150, nó là 320.000 cả bộ đấy chị nhá. 320.000 cả bộ, chị nào lấy thì chốt luôn cho em cho nó nhanh. 320.000 cả bộ nhá. Đấy, áo khoác nhẹ có màu trắng không? Không có màu trắng chị Phúc Trường nhá. Mặc màu đen đi, em có màu đỏ và màu đen thôi. Em có màu đỏ và màu đen. Đấy, quay sau lưng. Đấy, em quay sau lưng các chị xem. Áo này 62kg, chị Diệu mặc cho em cái size L đi. 62kg, 65kg, các chị mặc size L mà. Đấy, chị Đào lấy áo này cho em số điện thoại luôn cho nó nhanh nào. Chào Thủy Trung nhá. Đấy, đây là đằng sau của nó. Áo khoác có màu này với lại màu đỏ chị nhá. Em cầm luôn màu đỏ các chị xem. Có màu nào cầm luôn màu đấy. 170.000 con áo khoác nhẹ đấy. Nhìn chung là con áo này đẹp lắm. Có những chị khéo các chị còn nhận được hàng rồi đấy. Em và các chị nào mở gần em gửi hàng các chị nhận được hàng rồi. Đây là màu đỏ của nó này. Chia sẻ like hộ em với, không là bị ẩn comment nhá. Chắc áo khoác bao nhiêu? Áo khoác này á, chất áo khoác này, đây nó là áo ren đẹp này, loại 1. Khoe mới giặt thoải mái, 170.000. Cô chủ nhỏ lấy những con áo này mặc áo ba lỗ mình khoác cũng rất là đẹp. Bạn rất hay mặc ba lỗ với quần đùi đúng không? Bạn khoác những con áo này nó rất là sang. Rất là tuyệt vời. À đây là cô chủ Nai. 48kg chị Giang Hòa có mặc vừa. Chị ơi 180.000 nhá chị Diệu nhá. Đấy, cô chủ Nai, nhà em đang có cô chủ nhỏ. Nhiều cô chủ lắm. Đang mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc em bán với giá là 180.000 này. 180.000 nhá các chị nhá. Đấy, các chị nhìn kỹ hộ em là áo nhá. 180.000 con áo hoa hồng. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em này. Khoác đỏ có áo dây đỏ không em? Không có, không ai người ta mặc áo khoác đỏ với dây đỏ cả. Người ta mặc áo khoác đỏ với dây đen, đấy là kết hợp đẹp nhất. Đấy ạ, rồi chào chị Nguyễn Hạnh nhá. Áo chị mặc bao nhiêu? Chị Lệ Huy ơi. Chị Liên Huy à? Liên Huy à, áo này em đang bán với giá là 180.000. Em thử áo đỏ các chị.
chứ chú đâu. Anh Phương ơi, áo này đang bán với giá là 180.000. Gần hết rồi đấy, không còn đâu các chị nhá. Áo đang mặc có bán không? Em có bán mà. Những cái gì đang mặc trên người bán hết luôn. Đấy, áo, quần bán hết luôn. Các chị cứ hỏi em áo, quần mẫu mặc bao nhiêu ký. Quần mẫu mặc này à, mẫu mặc này à, bạn ý đùi to, chân to lắm. Bạn ý mặc size to cơ. Áo đang mặc chất liệu gì vậy? Chị ơi, nó là chất thun, à, nó là chất thun lạnh. Thun lạnh nhá, em giải thích một tí này. Đây là hàng thun lạnh thì đương nhiên sờ nó phải lạnh tay và nó mềm. Nhiều chị nhận được áo bảo là sao cái áo của mày nó mềm thế, cái áo của em nó mềm thế. À, nó không có như cái áo phông kia 120.000 nó khác với cái áo này các chị nhá. Đấy lưu ý của em, không có nhiều lúc các chị đến các chị cứ nó mềm thế, nó mềm như thế này, nó mặc nó mát. Đấy, người ta mặc sang, người ta biết rồi, người ta quen mặc rồi, người ta nhận ra ngay. Nhưng những chị chưa mặc bao giờ, em đau đầu với những chị đấy, em còn bảo các chị đấy thôi cho quay đầu cho em, xong không lại mang tiếng là mày bán cho tao cái áo nó không ra gì. À, ok, có Mai Vũ lấy hộ em rồi. À rồi ok chị ạ, ok chị Giang Hà nhá. À, có người lấy hộ các chị rồi thì các chị đừng hỏi em. À, bởi vì là chị nào mua thì các chị đấy hỏi, không là tí nữa em chốt linh tinh ở lên đấy. Có khi là một chị nhưng mà lại chốt thành hai người. Đơn của chị gửi qua em lại nhận được chưa? Tập Trăng Thảo ơi, em nhận được cái áo rồi nhá. Em nhận được cái áo chị gửi quay lại rồi. À, có bán em không? Ôi dồi, có bán em không à? Chị Nghĩa Hòa, chị Nghĩa Hòa có mua được em không? Chào chị Lam Đoàn nhá. Đấy, chị nào lấy áo hoa hồng chốt nốt này. Hoa hồng gần hết rồi, không còn nữa đâu. Bây giờ em sang cái mã số 2. Cái mã số 2 của nó nhá. Còn một con áo kẻ này bán nốt là 180.000. Chị nào lấy thì chốt luôn này. Cứ bán đi bán lại, nó vẫn còn là con áo kẻ. À, mềm nhưng có bị bay không? Không bị bay chị Hằng Dương nhá. Không bị bay đâu. Đang mặc em bán với cái giá là 180.000. Đấy, áo này nó không bay, các chị nhìn em kéo này. Các chị nhìn em tự tin kéo con áo này nhá. Cào đá như này mà nó không bị hỏng thì tất nhiên nó là hàng đẹp rồi. Đấy ạ, chị Hạnh Dương lấy 2 chiếc có giảm không? Chị Kim Tuyến đấy không nhá. Cái giá này của nó, hôm nay các chị mua 5 chiếc em không miễn phí ship bởi vì hàng này em đang xả rồi. Em bán là 180.000, 45kg, chị mặc cho em cái size M. Các chị nhìn em nhá. Đấy, nhìn chung là chị nào muốn mua con áo này nhà em, các chị biết rồi. Em chứ không phải CD. À thế à. Em 49kg mà cao 1m59. Dạo này em đang tăng cân. Size L mặc rộng quá, sao gửi cho chị size M. Chị Nguyễn Hương ơi, hôm đấy em gửi cho chị cái size đấy mà, 55kg phải mặc size L chứ. 55kg phải mặc size L mà. Ai lấy cái áo đấy hả chị? Áo đá đang bán với cái giá là 180.000. Duy nhất buổi hôm nay thôi. Mình mua rồi áo đá. Đúng rồi, chị Tập Trang Thảo mua rồi áo đá mặc đẹp lắm. Áo đang mặc 60kg, chị mặc cho em size L 180.000. 180.000 mặc size L nhá. Đấy, em cho các chị 3 phút nữa để đặt con áo này, sau đó là em chuyển mẫu luôn. Đấy mà em đã chuyển mẫu, còn bao nhiêu là em để giao cho các chị xỉ hết chứ không bán lại nữa. Các chị lưu ý hộ em nhá. Nhiều chị là buổi sáng ngày hôm nay phải đi làm, em đang bán hàng, chị bảo mày đừng bán hàng vào cái giờ này, tao đi làm sao tao mua được cái gì. Mà xả thì toàn hàng đẹp thôi, có những hôm xả những cái áo 80.000 xinh ơi là xinh. Đấy, cho nên là 52kg mà cứ nhầm với cái Hương chị lấy hộ. Cái đấy là do chị chốt hàng với bên em, chị đổi tên đi. À, chị bảo chị Hương Nguyễn đổi sang một cái tên gì yêu hơn một tí đi. À, Nguyễn Hương, mấy Hương Nguyễn cùng hai người, cùng một địa chỉ, cô lại là bạn bè với nhau rất là hay nhầm. Cho chị một cái size em đang mặc 45kg. Chị Đan Khuê cho em xin số điện thoại luôn nhá. Đan Khuê cho em xin số điện thoại luôn. Các chị là bạn bè với nhau, hai người cùng đặt hàng với nhau, đương nhiên là em hay nhầm rồi. Cái đó là do các chị chốt hàng với nhân viên của em nữa. Có áo dây không? Chị Nguyên Tỷ ơi em có nhá. Em có áo hai dây. Chị Đan Khuê cho em xin số điện thoại nào. Hôm qua em nhìn thấy chị mặc cái bộ quần áo đấy đăng lên mạng rồi, nó rất là đẹp luôn. Bộ quần áo đấy cực kỳ là xinh. Và cái áo này mặc thì nhìn chung là mặc yêu lắm. Những cái áo này các chị mà tầm độ khoảng 23, 24 đổ lên cho đến tầm 45, 48, 50 mặc cái quần áo này nó rất là đẹp. Nhìn chung là con áo này nó, cái đặc điểm của nó là dành cho tất cả mọi người. Đấy, nó rất là sang trọng luôn. Cho Ovilet nhá. Đấy, bây giờ đơn của Ovilet quay về rồi thì em xử lý thế nào chị nhờ? 60kg chị Trần Hiền mặc cho em cái size L nhá. Đấy ạ, 60kg mặc cho em cái size L. Bên em bán buôn. Chị cho địa chỉ em. Chị Hiền Trần ơi, chị inbox vào Zalo cho em 0979455209. Chị Trang Trần có vấn đề gì ấy nhỉ? 0979455209. Đấy. Đơn của Trang Trần vừa mới đi rồi. Đơn của Trang Trần đi hôm qua rồi. Trang Trần có vấn đề gì không ạ? Em chào chị Trang Trần nhá. Chào chị Phạm Phượng này. Đấy, chị nào, đúng rồi, con áo này mặc thích này, con áo này mặc xinh cực kỳ luôn. Mặc quá là yêu.
Con áo này ít khi có hàng bán cái giá 180.000 như này lắm. Chia sẻ like hộ em với nhá. Chào chị Khang Bảo nhá, tí em gửi đơn cho. Chị vào lâu chưa? Trang Trần ơi, em mới bán cái mã này là mã số 1. Khổ là hôm đấy chị em muốn size M quần đấy nhưng em bảo hết đấy chị. Thế thì em biết nào. Cái đấy đúng, hôm đấy là hết size M thật. Đấy ạ, đấy là do các chị em đã cho chiều cao cân nặng rồi. Để cho chị thêm rồi luôn nhé. Rồi ok, bây giờ các chị lấy cái gì chị đặt đi. Cái hàng mà các chị quay đầu lại là em cũng bán luôn rồi, không có hàng đâu. Em gửi cho chị Nguyễn Hà rồi nhá. Hả em, chị Hiền Trần. Đúng rồi, của em là 0979455209. Và em sẽ bán con áo này 10 con trở lên nhá. 10 con trở lên và riêng hàng xỉ thì em không miễn phí ship. Đấy, các chị lưu ý do em này. Lên dây xem với. Đây, em cho chị xem dây nhá. Em vào đây cho các chị xem vào dây. Bây giờ em không bán được đâu. Chiều các chị lên đi. Chiều hoặc trưa, quần bò em nhiều lắm. Nhưng bây giờ em đang bán hàng. Áo đan bạn giá bao nhiêu? Áo nào chị nhỉ? Áo đang mặc à? Áo đang mặc này 180.000. Nay có cái gì cũng có. Hôm nay xả hết. Hôm nay có thời gian em sẽ xả đến tầm 11, 11 rưỡi. Đấy, 12 giờ. Đấy, tùy theo các chị và cái lượng hàng các chị đặt có nhanh hay không, giải quyết nhanh hay không trong buổi sáng ngày hôm nay và buổi chiều ngày hôm nay. Em sẽ giải quyết toàn bộ tất cả những cái hàng gì còn tồn bên em, từ áo đá rất là tật luôn, để buổi chiều, buổi tối ngày hôm nay em bắt đầu sang hàng thu rồi. Các chị nhìn thấy em áo 2 dây, em bạch cái 2 bên cạnh cho các chị nhé. Đây là áo 2 dây các chị nhá. Đấy, chị nào mặc 2 dây thì chốt cho em 2 dây. Cười cái lên xem nào. Chào Vũ Anh Thúy nhá. Đi chơi thì cười tươi thế, nói khỏe thế. Đứng lên đây bán hàng thì chả được câu gì. Chất gì vậy? Còn không ạ? Chị Lan Lan ơi, em còn nhá. Cái này của nó là chất thun lạnh. Cái này của nó là chất thun lạnh. Đấy, bây giờ em chuẩn bị sang mã số 2. Mã số 2 dành cho các chị có thể mua 2 áo. 2 áo ngày hôm nay có giá là 360.000, áp dụng chia sẻ livestream nhá. So với hôm trước các chị mua là rẻ hơn được gần 70-80.000 đấy. Cho mình quần đùi trắng bộ đông mặc size S rồi. Ok chị Phạm Hoa, em kiểm tra cho quần trắng mặc size S không? Rồi ok chị Phạm Mai Hoa size S này. Chị ơi chiều lên đi. Chiều lên đi, bây giờ không biết cái nào đâu. Bây giờ chiều chị lên chị thích hàng nào bên em lấy cho. Áo 2 dây này đang bán là 160.000. Đứng lên xem áo. Đây em, chị Khang Bảo ơi, cái quần của chị nó là cái quần mặt cười, em vẫn để lại này. Chọn sang áo này thì chọn luôn. Đây nhá, các chị nhìn em nhá. Đấy, bình thường em thuộc cái người gọi là lưng dài chân ngắn. Mà em mặc con áo này, lưng em nó lại thành ngắn. Các chị nhìn nhá. Đấy, nó rất là đẹp. Con áo này cực kỳ là xinh. Nhìn chung là dễ mặc á. Thoải mái chưa? Nó là chất thun lạnh mà nó không bao giờ bị giãn, bị co, bị bay. Các chị mua cái áo này của em từ đầu vụ rồi chứ không phải bây giờ em mới bán. Chị Khang Bảo lấy thì chốt luôn nhá. Áo dây đang bán với giá là 100. Áo dây đang bán với cái giá là 160.000. Mua một đôi thì em lấy 150.000. Bây giờ em sẽ sang mã số 2. Chào Nguyễn Thị Phương Mỹ nhá. Em sẽ sang mã số 2. Mã số 2 em bán với giá là cũng 180.000. Áp dụng chia sẻ livestream nhá. Con áo hoa hồng này còn chị nào lấy thì chốt tiếp này. Bây giờ sang
53 kg. Rồi ok. 53 cân thì chị Lê Huy mặc cho em cái size M này, có đúng duy nhất của con size M. Chị Tuyến Kim lấy thì cho em số điện thoại nhá. Thanh Bình lấy thì cho em số điện thoại. Thanh Bình mà lấy thì em còn 5 cái size L. 4 cái size L, chị lấy thì lấy luôn. Có size không? Em có xỉ nhá chị Hạnh Nguyễn nhá. Đây em lên mẫu khác luôn đây, cửa hàng ở chỗ nào Tăng Tiến Yên Thế Bắc Giang. Chị Phương Thám ơi, em ở mỏ trạm Tăng Tiến Yên Thế Bắc Giang. Chị cứ lên đấy hỏi nhà em thì ai cũng biết. Đấy, nhà em là ở cây xăng. Em qua mẫu khác này. Em còn một con cái lược. Chị lấy size L, rồi ok, chị Lan Duy này. Lan Duy này. Một cái size L này. Đúng rồi chị Thanh Lập ơi, áo này đẹp mà. Áo này của nó rất là xinh. Em còn một con chiếc lược này size M. Các chị 56 kg ở số mặc vừa. Con lược này cũng rất là đẹp. Hôm nay em cũng bán cái giá là 180.000. Hôm trước em bán con áo này là 200.000 đấy. Đây ạ, chị nào lấy con này thì chốt luôn cho em con lược này nhá. Đây là chị nào lấy mình thích một đôi này. À, bán cho em một áo hoa hồng. Rồi ok, chị Thanh Trần cho em số điện thoại luôn. Hoa hồng còn có 2 cái thôi nhá. Thanh Trần cho em xin số điện thoại luôn này. Thanh Trần cho em số điện thoại luôn. Đây là con áo này. Con áo này là con áo chiếc lược. Hôm qua có chị đang hỏi em áo này nhưng em không biết là chị nào. Hôm nay có một chị lấy 4 cái thì chị bỏ ra một cái. Chị nào lấy thì ok luôn cho em con chiếc lược này. Vẫn là hàng thun lạnh chất Quảng Châu. Sáng nay thì đa phần là áo sang Quảng Châu hết nhá. Kết thúc những cái con này thì em sẽ chuyển sang áo luôn. Chị Nguyễn Hạnh cho chị cái đang mặc. Chị Nguyễn Hạnh cho em xin số điện thoại luôn này. Nguyễn Hạnh cho em xin số điện thoại luôn nhá. Còn một con đang mặc trên người. Còn một con đang mặc trên người, chị nào lấy thì lấy nốt luôn này để em chuyển mẫu luôn. Chị nào lấy con lược này cho em xin số điện thoại. Ghi lược kèm số điện thoại luôn. 56 kg đổ xuống các chị mặc vừa, 57 đổ lên các chị đừng comment không vừa đâu và cũng không phải hỏi. Bởi vì là chỉ có đúng một con. Chị Nguyễn Hạnh size L, em chỉ còn size L thôi mà. Còn duy nhất có một con đang mặc trên người. Lấy áo đang mặc rồi ok, chị Lê Thái. Lê Thái rất là nhanh. À hôm qua chốt cho Lê Thái chưa? Lê Thái có lấy áo hoa đào nữa không? Lê Thái mua con này phải làm 8 9 con rồi ấy. Lê Thái một cái này. Em chuyển sang áo hoa đào nhá. Hoa đào này em cũng bán là 180.000. Vẫn thế. Đây nhá, chị nào lấy thì chốt luôn cho em con hoa đào này. Con hoa đào này là mã số 2. Con này sang con số 2 rồi, các chị phải ghi dành hộ em là số 2 kèm số điện thoại. Các chị thấy mã này đẹp không? Chị Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn có chưa? Bạn ấy là chị Hạnh Nguyễn khác mà. À gửi nhà Hà Đông. Rồi ok, chị Trịnh Châu một con lược này. Trịnh Châu dồn đơn đúng không? Trịnh Châu dồn đơn đúng không? Chị nào mà dồn đơn thì báo em là dồn đơn nhá. 360.000 hai con, cực kỳ là xinh. Trịnh Châu cho em xin số điện thoại luôn nhá. Các chị thấy con áo em đang mặc trên người đẹp không? Đá của nó toàn bộ là đá màu. Đá màu của nó rất là đẹp. Đấy, nhìn chung là ở trong nhìn nó như thế này, ở ngoài nhìn nó còn long lanh hơn rất là nhiều. Các chị mua hai con áo này không tiếc một tí nào. Con áo này em cũng chỉ có 20 con thôi. Nhanh tay thì có mà không nhanh tay thì là hết. Đấy, con áo hoa đào này nhá. Em nghĩ rồi ok, chị Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn cho em số điện thoại nào. Thanh Nguyễn ở đây con nào đấy? Em hết con áo hoa hồng rồi nhá. Thanh Nguyễn lấy con này thì ok luôn cho em này. À, chị hoa đào. Ông Phượng rất là nhanh. Chị cao 1m55. Đúng rồi, chị mặc cho em cái size L, chị Thanh Trần nhá. Thanh Trần mặc cho em cái size L. Ông Phượng một cái size này này. Ông Phượng rất là tinh mắt luôn. Thanh Trần, chị hoa đào rồi ok. Chị Ông Phượng này, Ông Phượng này là người mở hàng đầu tiên thì chắc chắn con mã này sẽ hết thật là nhanh. Bởi vì áo này của nó là áo màu, cực kỳ là đẹp, hết hàng rồi nhá. Rồi ok, chị Châu dồn đơn chị nhá. Có bộ nào chị mặc vừa không? 57 kg có nhá. Áo hoa đào chị Thanh Nguyễn. Chị Thanh Nguyễn áo hoa đào cơ. Rồi ok, Thanh Nguyễn một hoa đào này. Thanh Nguyễn một hoa đào này. Hồng Phượng một hoa đào size M này. Đây để em đảo size. Nào các chị dồn đơn đi. Hai con, các chị mua 8 con thì không có lý do gì mình mua một con cả. Chị Châu lấy một cái mã 2 nữa đúng không? Chị Châu mặc size M này. Chị Châu là mặc size M nhỉ? Hoa Thiên Cốt một hoa đào. Hoa Thiên Cốt này là size M, các chị cho em size nhá. Trần Ngà hoa đào size L này. Các chị comment bình tĩnh để em còn chốt hàng nhá. Từ từ thôi nhá. Chị Châu hoa đào này. Chị Châu là mặc size M. Hoa đào bao nhiêu? 180.000. Chị Châu size L à? Chị Châu size L này. Chị Châu dồn đơn này. Các chị comment từ từ hỏi em với nhá. Trần Ngà một size L này.
Trần Nga một size L, em chốt cùng với chị đi. Hoa Thiên Cốt một size L này. Có mẫu là hoa, hoa này đẹp. Hoa này cực kỳ là đẹp luôn. Các chị chờ em một tí nhá. Hoa đào 180.000. Hoa đào 1m52 51kg, chị mặc cho em size L. Ố la la. Mặc cho em cái size M ấy. 1m52 51kg mặc cho em cái size M thôi. Ố ố la la. Của chị đấy là chị nào? Chị Hoa Thiên Cốt có chưa? Hoa Thiên Cốt đấy, Hoa Thiên Cốt size L này. Lê Thái áo em mặc size L này. Đây là chị ố la la size M này. Chị Lê Thái một con size L. Hàng này có rất là ít thôi nhá, không có nhiều. Trịnh Châu là 1kg mà cao 1m bao nhiêu? Lê Thái một size L này. Các chị cho nhanh của em với nhá, không có nhiều đâu. 51kg Trịnh Châu. Trịnh Châu một size M chứ. Trịnh Châu một size M đấy. Con lược vừa nãy là size M đấy. Bỏ cái hoa đào ra đây cho chị Trịnh Châu với size M đi. Trịnh Châu size M. Đấy, các chị chốt nhanh của em đi nhá, không có nhiều hàng đâu. 180.000. Áp dụng chia sẻ livestream, chị nào không chia sẻ live em tính con áo này là 200.000 nguyên giá cũ của nó nhá. 200.000 nguyên giá cũ. Em đã nói trước rồi, em xả toàn bộ hàng đá này để chuẩn bị em về cái hàng áo hàng bộ rồi, hàng thu đông rồi. Cho nên là em bán toàn bộ hàng này với cái giá đó rất là rẻ luôn. Em đứng dậy xem nào, chị Nguyễn Hà ở đây em đứng lên nhá. 1m50 chị Châu mặc cho em cái size L chị ạ. Em đổi chị Châu, chị Châu mặc size L đấy. Đây nhá, nhìn của em nhá. Đẹp không? Hoa này của nó là hoa đào. Hoa này của nó xinh này. Chị Việt Anh Nguyễn hoa đào dồn đơn size M rồi, ok chị Việt Anh Nguyễn này. Các chị ơi, em nói như này này, các chị có mua thì các chị mua. Tết đến, thời tiết nó rất là nóng. Khi đấy mình tìm áo cộng nó rất là khó. Mà những con áo này các chị mặc vào dịp Tết nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. Đấy, riêng con áo này, Tết năm nào em thấy thời tiết của nó cũng lên được khoảng nghĩa là 22, 23 độ. Nhưng nó là mùa đông. Mùa đông thì cái thời tiết đấy nó đã rất là nóng rồi, không mặc được áo khoác. Các chị đi tìm áo cộc, đa số là nháo nhác lên với tầm 25 Tết cho đến 30 Tết. Bây giờ các chị mua những con áo này, mặc từ giờ cho đến Tết. Em cam kết với các chị con áo này của nó vẫn là quá đẹp luôn. Mà bây giờ nó là cuối vụ rồi, nó mới có hàng như thế. Chia sẻ like cho em về bán giá đó nhá. Của chị Việt Anh Nguyễn có size M chưa? Chị Việt Anh Nguyễn có size M rồi này. Em kiểm tra xem còn bao nhiêu con. Gần hết rồi, không có hàng. Đấy, các chị mua em nhá, 180.000. Không có màu trắng hả? Hoa Thiên Cốt đây không có màu trắng. Ban nãy em của chị mới có một con thôi. Của Hoa Thiên Cốt mới có một con thôi đúng không? Hoa Thiên Cốt ơi, cái áo này không có màu trắng đâu. Màu trắng tí lên sang cái hàng khác đi. Tí em xả sang hàng áo đá Quảng Châu kia. Chị Nguyễn Hà 46kg cho em xin số điện thoại luôn. Nguyễn Hà dồn đơn à? Nguyễn Hà này dồn đơn đúng không? Chị nào dồn đơn thì báo em dồn đơn luôn nhá. Chị nào dồn đơn thì báo em dồn đơn này. Của chị Nguyễn Hà này. Nhà tiên tri chuyên gia đoán thời tiết hả? Không phải là nhà tiên tri. Mà là bây giờ mới nhìn thấy. Chia sẻ like hộ tớ nào. Năm nào chả thế, các chị công nhận không? Cách đây được khoảng 3-4 năm, năm nào thời tiết Tết cũng nóng chảy mỡ tròn mặt ra thiêu hết cả bánh trưng rồi cả thịt. Nhà em còn chả dám mua thịt luôn. Thế thì chứng tỏ nó có nóng không? Các chị có mặc được áo len không? Nhiều chị rất là vất vả. Nguyễn Hà cho em số điện thoại nhá. Đứng lên cho chị coi. Đây áo em mặc đây nhá, chị Kim Ngọc nhá.
em phải xét size là rau size đấy chị mới nhặt được hàng. M bên trên, L cọc bên dưới đây. Rồi, đây chuẩn bị sang con áo này. Áo vừa nãy là áo nào nhỉ chị nhờ? Áo vừa nãy là áo nào? Chị xem áo nào, chị Hướng Dương. Ban nay em bán mã số 1 thì em hết hàng rồi, không có hàng nữa. Và đây là mã số 2 con chim. Chị lấy mã số 2 con chim này. Bây giờ còn được khoảng cái lượt ban nãy cũng còn một cái à. Mà các chị cho em số điện thoại này, các chị cho em số điện thoại chuẩn của bà nhá. Có nhiều chị là rỗi rãi quá, chẳng có việc gì làm, lên đặt hàng cho số điện thoại linh tinh, gọi điện toàn thuê bao. Hàng lúc bán thì không có hàng bán, còn thiếu hàng. Nhưng mà gọi điện thì toàn thuê bao mới không liên lạc được. Các chị đừng rỗi rãi như thế nhá. Các chị mà rỗi rãi như thế mà bên em mà rỗi rãi nữa thì bên em vào trực tiếp Zalo và Facebook của các chị đấy. Cho nên là các chị đừng có đặt cho nó rỗi hơi, nó mệt người lắm. Mệt người các chị ra tốn mỏi tay nhắn tin, mất công bon chen. Bên em cũng mệt lây luôn. Kim Dung 45kg, cao 1m50, chị mặc cho em size M. Thể thao, chị Yến, chị Hoàng Yến yêu ơi. Thế thì thể thao tối nay nó về nhá. Tối nay nó về hàng thể thao. Hàng thể thao hôm nay hàng 280.000, có cả về không cổ, có cả về cổ. Đấy, rất là đẹp. Nhìn chung là xinh lắm, tối nay hàng thể thao về chị ơi. Chị nhắn tin vào Zalo cho em cái em gì đấy ở trong bộ thể thao đấy là sắp hàng cho em, như hôm qua em nhắn tin sắp hàng lại cho em nhé. Nó tên là gì ấy, mang em tìm cho. Chị Kim Dung mặc cho em cái size Kim Dung mặc cho em cái size M nhá. Kim Dung cho em số điện thoại nào. Số điện thoại của em là 0979455209, ở Facebook của em có mà. Đây đây này, Zalo của bên em có người trả lời các chị ngay lập tức luôn. Các chị cứ vào Zalo đi. Các chị chờ em một tí nhá. Còn áo size L em còn nhá chị nhá. Đầm sau lưng, đầm sau lưng là cái đầm nào chị nhờ? Cái váy đấy là 150.000. Cái áo đấy là cả ba cái, cả bộ đấy nó là set riêng nhá. Chị Yến Trường một tuần chưa nhận được hàng à? Cho em, rồi tí em kiểm tra đơn của chị luôn. Chị tìm của Yến Trường bổ sung luôn số điện thoại của em. 59kg chị Thanh Bình ơi có vừa. 59kg có vừa. Thảo My ơi, đằng sau của nó là cả set áo riêng, quần riêng và áo ngoài riêng. Em ở Bình Định. Khi nào tới chị ơi, khoảng 3-4 ngày. Giá bao nhiêu? 180.000 chị nhá. Các chị cho chị quần vải không chị? Quần vải em có, hàng của chị chọn thêm chị Yến Nguyễn rồi, ok. Đơn của các chị tổng sáng hay mai mới đi hết nhá, hôm nay thì chưa đi đâu. Chị Châu ơi chờ em một tí. Đấy chị nào lấy áo này thì cho nốt hộ em này. Đây chờ em một tí, em đang cho người nhặt hàng. Bây giờ áo này, áo đang mặc bán với giá là 180.000 chị nhá. Cho em xem áo cho chị. Cho em xem áo chó sau size L. À áo chó size L màu đen à. Rồi chờ em một tí, tí em xả luôn hàng đó là 110.000. Áo quả táo cổ tròn có size L không? Cổ táo cổ tròn đấy là size gì đấy hĩ? Còn một cái quần bò canh bạc đang bán là 270.000. Còn một cái tròn này à? Chị Tâm Anh ơi chị bao nhiêu kg? Áo táo còn một cái này à? Áo táo còn 2. Em ở Yên Thế Bắc Giang, Tam Tiến Yên Thế Bắc Giang. Bây giờ em bán sang con táo 2 giây. Táo 2 giây hôm nay bán toàn bộ với giá là 180.000. Áo không cổ gì. 180.000 này. Áo này của nó là áo táo. Có 2 con M và 3 con L, tổng cộng là có 5 con. Đơn hôm qua chị Nguyễn Lan Anh đi rồi nhá. Tâm Anh ơi 60kg áo đấy không vừa. Em nghe chị bảo nó sắp hàng như hôm qua cho em. Cho em xem đi, chị chờ em một tí. Đầm nó cả nhiêu. Chị ơi cái đầm đó, cái áo là 150.000. Cái đầm là 150.000 là 300. Cộng một cái áo khoác ngoài của nó là 370.000, 470.000 cả bộ nhá. Áo đang mặc, chị Đức Hiền cho em số điện thoại nào. Đức Hiền cho em xin số điện thoại luôn. Cái gì? Tối em bán mà. Tối em bán á? Vâng. Tối bán thì 11 giờ tầm
cứ xếp hàng cho em thì có người ra lấy tí em bán tiền sang. Chị Đức Hiền cho em xin số điện thoại luôn nhá. Áo chị mặc 180.000 chị thu 3 nhá. Đức Hiền cho em xin số điện thoại nào. Nhìn chung là con áo này đẹp mà. Đây là con áo cáo. Có hai con M và 3 con L dành cho các chị từ 45 cho đến các chị 65kg mặc vừa. Các chị nghe rõ em này. Đức Hiền cho em số điện thoại luôn này. Con táo này của nó là con táo màu, có 5 con, chị nào lấy thì chốt luôn của em nhé, dồn đơn luôn đi. Áo hay dây đá bao nhiêu? Lê Thùy ơi, áo đấy đang bán với giá là 150.000 một đôi và 300.000 150.000 một đôi, tức là 300.000 một đôi đấy ạ. Còn đâu là 160.000 một chiếc. Đấy. Đây nhá, đây là con áo táo. Con áo táo này của nó cũng rất là đình đám, rất là đẹp và rất là đắt hàng. Con áo táo này em bán nhiều nhất tất cả các hàng. Xếp bao nhiêu? Xếp bao nhiêu chị nhờ? Chị Thanh Bình ơi, cái ship này thì Viettel tính, bên em không được tính đâu nhá. Mà toàn bộ hàng xả này thì bên em không miễn ship. Đấy, hàng xả này áp dụng chia sẻ livestream. Chị mua hai áo hôm thứ bảy đi chưa? Đơn của chị Tâm Anh đi rồi. Đơn của Tâm Anh đi rồi nhá. Đi chưa hay là chưa đi, các chị phải lưu ý hộ em này. Đã gọi điện chốt được đơn hàng, tức là nó đi. Tức là chốt hàng rồi thì là gọi điện có địa chỉ rồi là bên em hai áo trở lên bên em cho đi. Đã thông báo hết như thế rồi. Không là nhiều lúc các chị nghĩ là chưa đi, các chị cứ đặt đi đặt lại. Đi hai đơn thì là đi hai đơn, không có màu khác hả chị? Kim Liên ơi, táo size M, chị Thái Hoàng táo size M này. Còn có hai con size M. Đấy ạ, áo đá táo size M không chị? Còn một con size M nhá, chị Mộc Dung nhá. Vợ Hùng Mộc Dung cho em xin số điện thoại luôn. Size M còn đúng hai con. Size M táo còn đúng hai con thôi. Đây là toàn là các chị gọi là có thời gian quá, rỗi thời gian quá lên đặt hàng cho vui. Hôm nay gọi thì bảo chị ơi em 52kg em mặc size M nhá, để cho em con áo đấy. Ngày mai gọi điện chốt hàng xin địa chỉ thì chị ơi em 65kg cơ. Và 65kg thì chị lấy cho em cái Nga Lê. Nga Lê có đơn chưa? 57kg. Thảo Vi. Thảo Vi ơi 57kg thì không vừa rồi, 62kg có như chị Bảo Ngọc nhá. Áo em đang cầm rồi, ok chị Trịnh Châu. Trịnh Châu đang cầm size L này. Đấy. Chị Nga Lê có cái gì chưa? Rồi chị vợ Hùng Ngọc Dung size M là hết này. Táo mà. Đây đây chả là táo thì là cái gì? Táo này là táo của Ngọc Dung size M này chị này. Trịnh Châu là chị mình đang cầm tay đấy. Ngọc Dung đấy. Rồi ok Trịnh Châu một táo này. Chị ơi em cái áo đó chị nhân viên mặc có không chị? Có mà. Nhân viên nhà em mặc cái gì là còn cái đó. Toàn bộ bên em chỉ có chị chốt hàng không bảo cái gì phải chịu thôi, còn đâu toàn bộ nhân viên là phải tập hợp và mặc hết để bán lên mẫu quảng cáo các chị. Các chị mà cứ chia sẻ like cho em mà đông khách nhé, em thuê 10 mẫu đứng cả 10 chị, tức là cả 10 chị mẫu đứng luôn, thích mặc cái gì mặc luôn, không có size S thu trang nhá. Chị có quần Dior không? Dior vẫn còn nhá Thúy nhá. Đây Thúy ơi Dior nhưng mà chỉ còn size L 53kg một số mặc vừa thôi, cao 1m52 55kg chị mặc cho em size L. Mặc cho em size L. Áo đang mặc có bo gấu không? Không bo gấu chị nhá. Bạn có thể đứng lên cho mình xem rồi ok chị nhá. Lương Hiền, chị mặc cho em size L chị Lương Hiền nhá. Áo táo có, em còn hai con size L, chị có lấy áo táo hay chốt luôn cho em này. Chị mặc cho em size L, em còn hai con size L thôi. Đây ạ, em đứng lên các chị nhìn này. Con áo này của nó đẹp, quá xinh luôn. Chất cam kết là hàng đẹp, dày dặn, loại 1 chứ không phải là loại 2, loại 3, loại 4 nhá. Các chị cứ yên tâm khi mua hàng bên em, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, khi các chị mặc rồi em còn bảo hành cơ mà. Đấy em bán như này mà em bán không đẹp các chị lên đây các chị bốc phốt em ngay, em sợ lắm. Bán hàng xấu mà bốc phốt em sợ lắm. Rồi chị Lương Hiền cho em số điện thoại luôn. Lương Hiền cho em số điện thoại này. Hôm trước chị đặt quần bò chốt cho chị chưa? Nếu chưa, chị Hồng Thủy Tinh ơi đơn vẫn ở đây mà. Áo len mông tối nay có nhá, 57kg chị mặc cho em size L. Em bán vải gì? Em bán vải gì em? Là cái gì ạ? Em bán vải gì? Đây của nó vải gì em cũng bán. Hàng Quảng Châu, hàng Hàn Quốc, hàng nhìn chung là em bán nhiều loại lắm. Nhưng đa số là bán hàng cao cấp nhiều. Bao nhiêu một áo táo? 180.000 nhá. Áo táo size L mình lấy của chị nhé. Rồi ok chị Trần Nhung Phương. 180.000 cho em số điện thoại. Còn cuối cùng là con táo. Con táo cuối cùng là hết này. Đấy, con táo này cuối cùng là con táo hết sạch rồi. Chị Nhung Phương cho em xin số điện thoại này. Hương Hiền có một con rồi. 180.000 Nguyễn Hà ơi, không có size nhỏ. Đấy, chị Nhung Phương. Nhung Phương ơi cho em số điện thoại luôn nhá. Cho em số điện thoại. Y có phải chia sẻ không em? Chị ơi có. Tất cả các chị mua hàng bên em đều phải chia sẻ like cho em nhé. Tất cả các chị mua hàng buổi sáng ngày hôm nay chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Tối chị lấy thêm thì chốt rồi ok. Tối nay em cam kết các chị sẽ mua được nhiều hàng bộ thu đông. Nhìn chung là tối nay nó về nhiều hàng lắm. Bây giờ em sang mã tiếp theo này. Các chị mà không thích áo này nữa thì báo em để em chuyển ngạch luôn nhá. Để em chuyển mã luôn. Tí nữa em sẽ xả toàn bộ áo luôn.
có màu nào, không có màu khác, chỉ có hình khác thôi.
Anh em phải chốt thôi. Cho em địa chỉ, nếu như mà mình không tiện nghe máy thì cho em địa chỉ là đúng rồi đấy. Mệt quá. Đấy, còn mấy con áo này chị nào lấy thì chốt nốt này. Bây giờ em bán sang cái mã này tiếp theo. Xả toàn bộ áo đá hết nhá. Hết áo đá ngày hôm nay là ngày mai không có hàng nữa đâu. Ngày mai không còn nữa. Bởi vì bên kia cũng đã báo dừng rồi. Con này em có size M và size L. Cũng bán với cái giá là 180.000. 180.000 con áo này là con áo sao. Chị nào lấy sao, size nào thì cho em số điện thoại này. Sao thì cho em số điện thoại luôn. Chị Trần Thanh Bình. Ôi dồi ôi, chị ơi lấy y như em chẳng có cái nào khác cái như em mặc đâu. Đấy, y như em đang mặc em chốt cho chị luôn. Chị Trần Thanh Bình chốt rồi đúng không? Trần Thanh Bình có hàng chưa? Có chưa? Chị mặc size gì ấy nhỉ? Chị Trần Thanh Bình mặc size gì nào? 59kg mặc size L. Trần Thanh Bình mặc cho em size L. Rồi ok, chị cũng mua size L này. Thanh Bình size L này. Thanh Bình Phúc Ngô một cái size L này, Trần Thanh Bình một cái size L này. Nóng quá. Em kiểm tra lại đảo size cho chị. Đấy. Chị nào đặt nốt cái này thì đặt luôn em nhé, em chỉ còn size M thôi. Tổng cộng còn có 3 4 con size M thôi, chị nào lấy thì chốt luôn này. Lấy áo đang mặc size L, chị Nguyễn Thị Nữ ơi, size L em hết rồi nhá. Áo đá kẻ không em, áo đá kẻ còn một cái đúng không? Áo đã kể hết rồi. Áo đã kể chốt cho ai chưa? Em chỉ còn size M thôi nhá. Em chỉ còn size M thôi. Chị Nguyễn Thị Nữ. Chị Nguyễn Thị Nữ bao nhiêu kg? Bây giờ sang mã này. Mã này em kiểm tra xem canh mặc là size gì đấy. Còn size ML thì cho nốt chị Nữ. Áo đã kể ban em một cái ai đấy à chị? Thanh Huyền. Size gì đấy em? Size M. Thế thì em chỉ còn size M thôi. Hết size L rồi, chỉ còn size M thôi nhá. Đấy, bây giờ sang áo này thì em còn size L này. Chị lấy sang áo này thì ok, chốt luôn cho em. Áo này em bán với giá là 180.000. Đang mặc size L. Chị Nguyễn Tấn Lộc, chị Trần Nguyễn Tấn Lộc ơi, size L em hết mất rồi. Size L em hết mất rồi, chỉ còn size M thôi. Size M này thì đây này. Chị nào đấy, em co ra các chị cảm tưởng các chị mặc được thì các chị mặc này. Nó đẹp, nhìn chung là các chị mà mặc cái này 57-58kg thì nó ôm. Nó ôm, chị nào thích mặc ôm thì lấy con M này được. Mà chị nào mà không thích ôm thì phải lấy con L. Đấy nhá, hai chị mấy chị chốt. Trịnh Châu một con sao này. Trịnh Châu một sao size L này. Có, em mặc con sao này cho chị. Trịnh Châu mặc sao này, em cho mẫu mặc sao luôn. Chị Tấn Lộc, Tấn Lộc có lấy sang size M thì lấy này. Chị Nữ có lấy sang size M thì lấy. Phúc Ngô có chưa? Phúc Ngô có rồi đúng không? Hai chị có lấy sang L thì lấy, không thì lấy sao này. Chị ơi lấy sang cái L con lược này đẹp này. Hôm nay áo đá chất đẹp. Chị Mai Loan Loan nhận được áo đá chất đẹp đúng không? Đúng rồi, áo này thì không phải chê một câu nào. Mà các chị còn toàn phải mua 200 mấy 220 ấy. Có chị còn mua 230 cơ. Trước của nó mới đầu nó còn 250. Bây giờ nó xuống giá này các chị còn bỡ ngỡ luôn. Chị Nguyễn Tấn Lộc lấy sang cái hàng này thì ok luôn cho em. Chị ơi 3 ngày nhá, áo đang mặc đẹp thế. Đúng rồi, áo đang mặc đẹp mà. Chị ơi lấy sang con lược này size L thì ok cho em luôn này. Ưu tiên cho chị, hai chị vừa lấy size L. Em đứng thẳng lưng lên. Em đừng đứng gù gù, em đứng thẳng lên cho các chị nhìn thấy cái dáng bụng đá của nó luôn. Áo đang mặc hình đẹp mà, chị lấy thêm đi Mai Loan Loan. Mai Loan Loan đây lấy thêm đi. Đấy, hôm nay nhận được hàng rồi, có một cái thôi cứ ngóng chờ mãi. Em sốt ruột cái hàng của chị muốn dồn đơn cho chị quá mà không được. Hôm nay có 180.000 thôi. Đây ạ. Đây là con L lược. Chị nào lấy con L lược này thì ok luôn cho em nhé. Con lược này của nó cũng cực kỳ là đẹp, mặc lên mềm mại và sang trọng. Đấy ạ, hết kẻ rồi à. Chị còn cái kẻ bên này chị chốt ra à? Thế chị có lấy không? Thế Nguyễn Thị Huyền đơn hoàn lại à hay như nào? Đấy ạ, em hết kẻ rồi. Có hàng rồi, Trung Quốc không chị? Có hàng nội địa. Hàng nội địa Trung Quốc. Thế bây giờ em hỏi các chị là Quảng Châu nó ở đâu? Quảng Châu nó không phải ở Trung Quốc không? Áo đang mặc này em bán với cái giá là 180.000 nhá. Nếu gọi không nghe máy rồi ok. Không, em 60kg. Thế chị Tấn Lộc lấy sang áo này đi. 60kg lấy sang con áo này nhá. 60kg lấy sang con áo này thì ok luôn cho em Hương. Đấy, rất là đẹp. Xinh lắm. Chị Tấn Lộc nhá. Cái hàng con này thì em hết mất rồi. Hương em lấy
Con này em chỉ còn size M thôi, còn 5 con size M. Lương Hiên lại chị Lương nào ạ? Lương Hiên đấy. Lương Hiên lấy cái nào ấy nhỉ? Lương Hiên lấy cái nào? Lương Hiền. Lương Hiền chốt chưa? Chốt rồi. Chốt rồi à? Thế em chốt cho chị Lương Hiền rồi. À, đầu mùa tới. Đúng rồi, 260.000. Đó, ít đá hơn không? Hoa Julie ơi, có đấy. Áo ít đá, chờ em một tí. Nhìn chung là bình tổng quản chửi thử coi. Hát hay lắm, chửi thì chua lắm, không ai nghe được đâu. Bởi vì là làm vất vả 12 giờ đêm. Áo táo, chị Lương Hiền. Rồi ok, em chốt cho chị rồi. Size M chị vừa không? Chị Mai Loan Loan ơi, nhìn chung là mặc ôm thì đẹp. Cho chị cái cầm tay size M. Cái cầm tay này size M rồi ok. Cái cầm tay của chị Hạnh Đặng size M chị này. Chị ơi, chị Hạnh Đặng size M này. Hạnh Đặng size M. Nga Lê lấy cái gì ấy nhở? Chị Nga Lê. À chị Hải Đặng. Hải Đăng. Chị Mai Loan Loan ơi, lấy một con đi. Đẹp lắm, con chim này này. Không có hàng nữa đâu. Em đang đặt hàng, em còn gửi cho các chị nhiều tiền lắm. Em còn đặt các chị 100 triệu để em lấy dần cái hàng này, một không còn. Đặt 100 triệu lấy dần, về đến đâu lấy đến đó. Lấy bao giờ hết 100 triệu thì thôi, không có hàng. Thì các chị đã biết là cái hàng này nó cháy hàng như nào rồi, mà biên thì nó đang tắc. Rồi ok, tí nữa chị xem cái khác nhá. Nga Lê lấy cái gì ấy chị nhỉ? Nga Lê bị ẩn comment nhá. Chị Nga Lê bị ẩn comment lấy cái gì, comment lại cho em với nào. Đấy, cho chị Mai Loan Loan một cái con chim này này. Mai Loan Loan một con chim. Mặc quần size 9 thì chắc chắn là mặc được áo này. Lược có chưa? Trịnh Châu ơi, lược chị có rồi. Trịnh Châu có lược chưa? Trịnh Châu có lược chưa chị? Trịnh Châu ơi có lược nhá. Áo trái táo, chị Nga Lê áo trái táo hết rồi. Làm gì còn áo trái táo đâu, ban nãy chị có chốt được không? Ban nãy chị chốt được rồi thì tức là chị có hàng rồi. Đấy, ban nãy chốt được rồi có hàng rồi. Đừng cho lại số điện thoại. Chị Đinh Tuyến lấy cái gì mà cho em số điện thoại ấy nhỉ? Các chị ơi, comment đang bị ẩn rất là nhiều. Chia sẻ like lên hộ em với nào. Chia sẻ like lên hội nhóm và trang cá nhân like của em với nào. Không là bị ẩn comment rất là nhiều nhá. Ẩn comment rất là nhiều, đang không nhìn thấy các chị đâu. Chỉ nhìn thấy số điện thoại mà không biết là đặt cái gì. Đinh Tiến đặt cái gì? Cho chị cái kẻ nữa nhé. Hải Đăng ơi, kẻ không có đâu. 41kg mặc cho em size M chị Hường nhá. 40kg mặc cho em size M. Lấy luôn. Đơn của Trung Mạc vẫn còn ở đây. Trung Mạc ơi lấy đi, vẫn còn ở đây. Size M cũng được. Chị Nguyễn Thị Nữ rồi ok. Chị Nguyễn Thị Nữ cho em lại số điện thoại này. Nguyễn Thị Nữ cho em lại số điện thoại nhá. 54kg chị mặc cho em size M chị Nguyễn Hà nhá. 54kg mặc cho em size M. Các chị mà không mua quần áo này tiếc lắm. Chị Nguyễn Thị Hường ơi có lấy thì lấy luôn. Dã mặc trắng của mẹ kìa. Nguyễn Thị Hường ơi lấy đi. Em ơi có bộ quần áo đính đá không? Chị ơi, bộ quần áo đính đá thì tối nay nhá. Về rất là nhiều. Chị Đinh Tuyến một cái này. Còn có hai con em đang mặc trên người thôi nhá. Chị thích áo đang mặc mẫu nào cũng đẹp hết. Chị ơi lấy đi, chất thì đẹp rồi, ok rồi. Thêm một áo đấy, chị Phúc Ngô lấy thêm một áo nào. Thêm một áo dây à? Phúc Ngô thêm một áo dây, Phúc Ngô có đơn chưa chị? Phúc Ngô thêm một áo dây này. Tối nay bộ của em về gần 200-300 bộ cơ. Đấy, em chỉ bán một lúc bộ là hết thôi. Mà nó rất là nhiều bộ đẹp, toàn bộ đều là đá hết. Nãy chị lấy trái táo rồi, ok, chị đã chốt rồi thì là bên em đã chốt đơn rồi nhá. Phúc Ngô một áo hai dây, hai quai nhá. Chị đấy, em đúng cái kiểu đó các chị đấy. Đấy, đơn của em đi chưa? Chị Diệp Hoàng ơi, đơn của chị đi hôm qua rồi. Đơn chị đi hôm qua rồi nhá. Tối nay, chị Nguyễn Thị Nữ rồi, ok, em nhìn số điện thoại. Tối nay em sẽ bán cái hàng, thế cho nên là buổi sáng ngày hôm nay em mới bán hàng. Buổi chiều em cũng bán tiếp và buổi tối em bán sang hàng thu đông. Nhìn chung là hàng thu đông hôm nay về đẹp mà rẻ. Giá thì em chưa bán chính xác được bởi vì là nó chỉ dưới 200.000 thôi. Nhưng mà nó chưa chính xác nó là giá bao nhiêu bởi vì em còn phải tách lô để cho các chị lấy xỉ nữa. Đấy, các chị lấy xỉ nhiều thì em sẽ lại hạ giá cho các chị xuống kịch sàn luôn. Đấy, các chị à, tối nay là hóng nhá. Chị Nguyễn Hà rồi ok, Nguyễn Hà một cái. Nguyễn Hà...
Chị Châu 5 cái rồi. Chị lấy về chị mặc hay là chị lấy về chị bán? Chị lấy về chị bán hay là chị mặc nào? Hay là chị mua hộ ai nữa? Chị Trịnh Châu. Bởi vì là có nhiều chị, ví dụ như là 10 bạn bè xem cùng nhau, mỗi người lấy một cái, các chị lấy cả 10 cái em vẫn tính giá trị cho các chị luôn. Đấy, Trịnh Châu nhá, Trịnh Châu có như nào thì phải bảo em nhá. Gửi hàng cho em chưa? Chị Oanh Gina em gửi hôm qua rồi. Đơn các chị đi hết hôm qua rồi. Bạn áo sát nách cho mình xem được không? Mặc áo sát nách. À chị ơi áo sát nách à? Em có mặc áo sát nách không? Bạn mô bạn vừa mặc trên nãy rồi mà. Có áo có chữ không? Áo có chữ là áo Dior đây. Đây là hàng Dior. Đấy, đây là Dior. Đấy, chị nào lấy Dior để chốt cho em Dior nhá. Chị ơi 180.000, mãi em không dứt được con áo này ra. 180.000. Dior này có Dior to và Dior nhỏ. Dior to này có bao nhiêu con em? Dior to này hôm đấy chị hết sạch hàng, hôm nay lòi ra ở đâu mấy con này đấy. Có Dior to và Dior nhỏ nhá. Chị Trúc Mai Trần ơi đang bán với giá là 180.000, áp dụng chia sẻ live stream. Chị Hoa Lan Phụng ơi lấy luôn con này đi. Hoa Lan Phụng ơi Dior này đẹp này. Dior chữ này đẹp, Dior chữ này còn size gì em xem nào. Còn size M, còn hai con M thôi. L ở đâu em tìm chị size L nào. Dior. Các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Tất cả bên em cho các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Dior mới rẻ chị. Đấy, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhưng với điều kiện là các chị để ý hộ em cái chiều cao cân nặng của mình để nhận hàng nhé. Đây. Dior này. Dior này cơ mà. Đấy, chị còn hai con Dior này đều size M. 55, 56 độ xuống vừa, chị nào lấy thì ok luôn. Dior này quá là đẹp luôn, em thử Dior này cho các chị xem. Đây em cho mẫu thử hai con Dior này. Đây nhá, toàn bộ áo Quảng Châu nhà em đây nhá. Em xả toàn bộ với giá 110.000. Đủ size, đủ số, các chị chờ em một tí nhá. À mà đa số là size L nhỉ. Đa số size L các chị 55kg đổ xuống. Toàn bộ áo Quảng Châu này 110.000 chả ai bán cho các chị về cái áo đó luôn. Đấy ạ, à, như nào nhỉ? Trịnh Châu ơi là như nào? Phúc Ngô lấy này, rồi ok, Phúc Ngô một con này. Phúc Ngô một con Dior này. Của Phúc Ngô là 3 cái đúng không? Phúc Ngô là 3 cái rồi đấy. Em cho bạn mẫu thử luôn nốt con Dior này là con cuối cùng. Đây ạ. Dior này là con cuối cùng này. Của chị là 2 đá với lại 1 dây nhá. Toàn bộ hàng hôm nay bên em không miễn ship các chị nhá. Toàn bộ hàng hôm nay không miễn ship, đang mặc size M 50kg thu thủy một cái này. Đấy, rồi ok, được thu thủy. Các chị chốt hàng gì các chị chốt nhớ hộ em với nhá. Đấy, chốt hàng gì thì nhớ luôn hộ em với. Con này chỉ còn 1, 2, 3, 4 con em đang mặc trên người thôi. À, nhà em ở đâu? Nhà em ở Yên Thế, Bắc Giang. Em ở Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang. Áo đang mặc này em có size M và size L, còn một con size M thôi. Một con size M các chị 55 đủ số mặc vừa. Còn đâu toàn size L 65. Nhà em ở đâu còn lâu em mới nói. Cứ ở nhà em xếp hàng đến tận nơi. Đấy ạ, à, áo đang mặc này là size M. Size L các chị 65kg mặc vừa, còn 4 con 1L và 3, 3L và 1M. Chị nào lấy chốt luôn em với nào? Chị nào lấy áo mẫu đang mặc chốt luôn cho em nhé. Bảo lên nhà cho chị mượn chai nước. Cho chị mượn chai nước. Em bán toàn bộ cái áo 110.000 này. Hôm trước các chị phải mua là 130.000 đấy. Em lấy chị. À rồi ok chị Bảo Ngọc. Các chị vừa size nào em lấy size đó thôi. Không vừa em phải đổi mệt á. Bảo lên nhà lấy cho mẹ chai nước nào. Mã điệu. Mã điệu là mã nào nhỉ? Mã điệu. À mã điệu tức là áo nó điệu đúng không? Áo nó điệu còn cái nào không em? Em xem còn cái nào điệu không? Cái này chị lấy sang cái chai leo này đi. Chào Long Lê Tuấn. Đây này chị này, hình lược chị lấy rồi. Lấy sang con này nhá. Con này đẹp này. Đấy, sau đó là bây giờ em bán sang áo 110.000. Em lấy size M rồi ok. Chị Bùi Kiều Mai size M. Chị Bùi Kiều Mai lấy nốt con. Chị lấy con Dior hay là em đang mặc? Chơi với em tốn tiền lắm. Chị Hải đang ơi áo đẹp mà. Áo đang mặc này bán với giá 180.000. Chị mẫu bé hơn. Mẫu bé đang bận. À thế thì lấy luôn cái này cho chị à. Nhưng mà cái này chỉ còn size M thôi nhá. Cái này chỉ còn size M thôi. Rồi chị Bùi Kiều Mai. Bùi Kiều Mai, Bùi Kiều Mai lấy luôn con em đang mặc này. Em Bùi Kiều Mai lấy con này nữa. Không con này. Bùi Kiều Mai em mặc con Dior cho chị. Chị Bùi Kiều Mai. Chị đấy có một con Dior. Chị nào lấy thì chốt luôn em này. Dior chị nào lấy thì chốt luôn nhá. Em xả sang áo 110.000. Chị nào lấy Dior thì lấy luôn đi. Để em mẫu em đi ra em thử mẫu khác của em cái. Còn đúng một con. Nếu chưa chị nào mua thì cứ đừng lấy.
Cô chả cười. Cô ơi cười, cô lại còn ngậm được mồm. À, chị Bùi Kiều Mai rồi, ok. À, chị Trịnh Châu lấy size M đúng không? Rồi cho chị Trịnh Châu lốt con đấy, em thử cho chị cái con đi to. Đấy. Size leo hôm nay 180.000. Size leo 180.000 nhá. Con này là con áo chó. Áo này của nó toàn bộ là hàng Quảng Châu. Trước kia các chị mà mua con này là 180.000. Bây giờ em xả cho các chị 110.000, em còn lỗ. Tức là bây giờ trước em lấy là vào 156-157.000. Thế em bán là 108. Cái thời điểm đá của nó nhiều là em bán lên 109. Bởi vì cái hàng Quảng Châu này đá nó càng, tức là nếu như cái đá này của nó ở đây thì có thể là bán được 180.000. Nhưng nếu mà đá nó như thế này thì là nó kín cả tay này, kín cả tay như này thì nó sẽ là 190.000 và 200.000. Còn đá như thế này thì là 180.000. Đấy nhá, như riêng con áo này thì em bây giờ em nhập vào với cái giá xả của người ta xả cho em là 110.000 rồi, em đã bán vài trăm con rồi, hôm nay còn được khoảng 50 con em xả nốt cho các chị là 110.000 để tối em đón hàng thu nhá. Đấy ạ. 57kg có mặc vừa áo em đang mặc chị Huệ Nguyễn nhá. Em chỉ còn size cho các chị 57kg thôi. Nhìn chung là những con áo này mặc sang này, chỉ còn size 57kg thôi, chị mặc vừa thì ok luôn, cho em số điện thoại luôn. Chị mặc vừa thì ok và cho em xin số điện thoại luôn nhá. Đấy, chị Hương ở Yên Lạc. À, chị Bùi Kiều Mai ơi, em ở Yên Lạc đấy, em là ở Yên Lạc Vĩnh Phúc. Em là người Vĩnh Phúc nhưng em lấy chồng người Bắc Giang. Đấy, em là ở Yên Lạc Vĩnh Phúc. Chị nào chắc là các chị nhìn em các chị thấy quen đúng không? Mười mấy năm nay rồi thì em đi xa rồi thì có thể là em đi xa phải vào gần 15 16 năm nay rồi, cả học xong đại học cả lấy chồng. Có những chị là phải nhìn kỹ lắm thì mới phát hiện được ra em, nếu không thì các chị không phát hiện ra, bởi vì bây giờ già rồi, nó không được còn trẻ đẹp như ngày xưa, không còn như cách đây mười mấy năm nữa. Mình lấy canh giữa mặc nhé. Rồi ok, chị Mimi Trần. Mimi Trần ơi, mặc áo giữa ở dưới còn con nào không? Mimi Trần là dồn đơn đúng không? Em xem còn bơ sạc không. Mimi Trần là dồn đơn. Rồi ok, chị Huệ Nguyễn này. Huệ Nguyễn một con. Em chào chị Vũ Dung nhá. Mà đến nhà chị bao nhiêu tiền ship? Chị ơi, đến nhà chị bây giờ Viettel người ta tính cho em không được tính đâu nhá. Viettel người ta tính em là con chó cam lên. Viettel người ta tính cho em không được tính đâu. Em biết chị mà. À thế à, chị Bùi Kiều Mai biết em à. Thế Bùi Kiều Mai ở đâu? Bùi Kiều Mai biết em á. Thế thì em không biết đâu, các chị trên tuổi em không biết, dưới tuổi em không biết, ngang hàng nhiều lúc em còn không nhớ luôn ấy. Rồi, Huệ Nguyễn một cái này. Còn hai con thôi. Hai dây áo hai dây canh đang mặc, chị Kim Thanh Hà đang bán với cái giá là 150.000 đối với các chị mua một đôi mà có một sản phẩm bên em rồi. Còn các chị mà mua một cái thì em bán với giá là 160.000, phí ship các chị phải chịu nhá. Chị sinh năm 89, đúng rồi, chị sinh năm 89 ở Hồng Châu. Thế chứng tỏ là em biết rất rõ lai lịch của chị. Em biết rất rõ lai lịch của chị, còn biết chị ở đâu cơ. Rồi ok chị. Chị ơi, cái đéo bị theo người ta tính nhá. Bị theo người ta tính em không được tính đâu. Em còn hai con trái xoáy này. Sao chị nào lấy thì chốt cho em này. Hàng nhà em thì bán như thế nào gửi cho các chị, cam kết nó là như thế, kiểm tra hàng như cái thanh toán. Đấy, nhìn chung là, nhưng mà phải nói lại là nó là chất thun lạnh nhá. Thun lạnh thì nó phải mềm và mát và nó đẹp, chứ đừng có chờ thấy nó như thế này rồi kêu nọ kêu kia nó mệt lắm. Bùi Kiều Mai rồi ok. Em ở Yên Lạc cùng quê chị. À thế à, ừ, thế em chia sẻ like cho chị với nhá. Chia sẻ like cho chị với để đồng hương vào đây mua nhiều quần áo cho nó rẻ, cho nó đẹp nào. Đấy, bây giờ bán sang áo còn hai con này. Hai con này 55kg đổ lên mặc vừa thôi, chị nào lấy thì ok chốt luôn cho em này. Con Dior này, còn mã cuối cùng là con đi. Mã cuối cùng của em. Đâu, con Dior cuối cùng là chốt rồi, con này con mới. Dior con này là con trai leo. Thế à, ở cùng quê. Thế thì em cũng ở cùng quê các chị đấy. Quê mình là Yên Lạc. Các chị bảo là nghe giọng mày không phải ở Bắc Giang đâu. Đây còn một con này. Còn một con này size M đây em. Nhật hàng kiểu gì đây? Ở canh 2 giây bao nhiêu kg vừa?
kiểu xuống mặc vừa. Đấy, em mặc cái áo này là hơi rộng. Cái quần thì em mặc nó vừa in luôn. Quần bò chiều đi. Bây giờ hẹn các chị quần bò chiều đi. Áo mèo sau bao nhiêu? Áo mèo sau đang bán với giá là 110.000, tí em bán tổng luôn. Đấy. Chó à? À đấy là chó Tây đấy. Đấy là con áo chó Tây đấy, áo mèo em cũng có. Tí em cho chị xem con mèo luôn. Đấy là con chó Phốc. Tâm Phùng. Tâm Phùng ơi, chỉ có áo chị vừa thôi, quần không vừa đâu. À, đấy áo đang cầm. Rồi ok, Phúc Ngô một áo đang cầm này. Đấy là còn một con áo đang cầm, chị nào lấy đấy luôn. Đây là cổ tròn. Đây là cổ tròn, nó khác với cổ kia. À, 56kg. À, 16, 56kg, chị mặc áo này vừa. Tâm Phùng ơi, quần thì không vừa đâu, áo thôi. Cho chị Tâm Phùng nốt cái này. Nào, chị nào lấy nốt con áo quốc thì bớt lấy chị nào Hồng nhé. Rồi ok, chị Thúy Hồng Dương. Chị Thúy Hồng Dương ơi, 200 là giá xả rồi đấy. Em bán rẻ nhất của đất rồi. Không ai bán rẻ hơn em đâu. Đấy, áo dây bạn Mâu đang vạch áo nha. Chị nào nhìn thì lấy này. Lấy thì lấy luôn cho em. Bạn này bạn ấy đi chơi, bạn ấy cười tươi lắm. Cái gì? Áo mẫu giống em là áo nào đấy? Anh em vừa mặc áo nào đấy? Áo xoáy nào đấy? Áo em vừa mặc áo gì đấy? Bây giờ em phải nhìn xem, em còn chả nhớ em đang mặc áo gì. Áo dây đang bán là cái gì đấy? Lược đây còn một cái. Đây cho Trường Trường nốt một cái lược này. Trường Trường nốt cái lược. Đứng lên chị xem. Đây ok nhá. Áo dây đang bán với giá là 150.000 đối với các chị dồn đơn. Đấy, còn một con này chị nào lấy ok nốt. Đây là cổ tròn. Hết hàng rồi nhá. Hết sạch rồi. Em sắp kết thúc áo đá rồi. Áo đá em chỉ còn 5-6 con nữa thôi. À, đúng rồi, các chị mua là bị nghiện đấy. Các chị mua là bị nghiện, các chị cứ mua đi, các chị cứ yên tâm. Hàng bên em thì nhìn chung là các chị cũng thông cảm. Là đôi lúc là bên em cũng có một số sai sót và đôi lúc cũng có một cái số bực tức thì các chị thông cảm với bên em. Còn bán hàng đương nhiên là bên em phải chiều các chị rồi, khách hàng là thượng đế nhá. Nhưng mà khách hàng nào của bom em thì em không cho các chị là thượng đế nữa đâu. À, lấy áo khoác nhé chị. Rồi ok, chị Phúc Ngô. Phúc Ngô thì áo khoác nào? Áo khoác ngoài đúng không? Áo khoác mỏng này đúng không? Cái này có hai chữ Coco và chai leo. Em quay sau lưng các chị xem. Đây ạ, à, áo dây bao nhiêu? Áo dây là 150.000 đối với các chị dồn đơn rồi. Đây ạ. À. Nó mặc Coco rồi à? Đây em mặc chai leo. Đây để em thử chai leo nhá. Nhìn chung con áo khoác này 170.000, áo ren đẹp cực kỳ. Áo khoác ngoài mẫu đang mặc bao nhiêu? 170.000 mai hoa nhá. Không mua là tiếc, con này chị mua quần bó trắng của em rồi. Trịnh Châu lấy luôn à? Rồi ok, Trịnh Châu lấy luôn nhá, con này là size M. Trịnh Châu lấy bán hay là lấy mặc thì phải báo em nhá. Đấy, các chị mà cứ nhặt của em hàng liên tục là em cũng có cái giá ưu tiên cho các chị với đối với các chị giá nhiều đấy. Đây ạ. À, chị lấy một áo dây dồn đơn rồi ok, chị Trang Nhung Phương. Các chị mà đã có rồi, các chị đặt rồi các chị đừng đặt lại nhá. Các chị thấy đẹp không? Xinh ơi là xinh, quá đẹp luôn con áo khoác nhẹ này. Đấy, các chị có thể mua cái áo này của em các chị khoác ngoài luôn được, mà các chị mặc áo 2 dây các chị khoác luôn cũng được. Con áo này rất là xinh. Đấy, đẹp chưa? Toàn bộ của nó chai leo. Nhưng mà lưu ý này. Các chị lưu ý này, chia sẻ like cho em nhá. Không chia sẻ like em không bán cái giá đó đâu. Không chia sẻ like này em không bán cái giá đó đâu nhá. Chị Trần Nhung Phương này, Phúc Ngô chai leo này. Em xem này em còn bao nhiêu con đây? 1, 2, 3. Mai Hoa một con à? Mai Hoa rồi Phúc Ngô mỗi người một con. Thế là em chỉ còn có 3 con, 4 con thôi. Phạm Mai Hoa Coco size M. Cái này nó không có size nhá, nó có một size thôi. Em bước đây Coco của Phạm Mai Hoa đây. À, chị lấy thêm một áo dây và áo khoác ngoài mẫu đang mặc dồn đơn. À, nhé của chị là chai leo rồi ok, của chị thêm một con nữa này. Của chị thêm một con chai leo này. Thế là còn một con chai leo, một con Coco thôi. Còn một chai leo, một Coco. Em mặc quần vào, em thử áo này cho chị luôn. Áo quần đấy. Đấy ạ, đây nhá, con áo này rất là đẹp. Của ai ạ? À? Cái gì? Một chai leo, một Coco đây. Của chị Nhung Phương, một chai leo nữa à? Đấy, em còn hai con. Áo dây chị Phúc Trường vừa lấy chị ấy chưa? Trang Nhung, à Nhung Phương. Nhung Phương có áo dây chưa? Có một người chốt nữa mà. Chốt một... Áo khoác Coco nữa rồi ok, Trường Trường một áo khoác Coco này. Nhìn chung là áo khoác này đẹp. Còn có một con đây nhá. À, kiểu chị lấy áo khoác rồi cho em xem. Cái gì nhỉ? Kiểu áo khoác này còn có một con này à? Còn hai con. Còn hai con màu đỏ. Hai con màu đen. Đây em quay một vòng các chị xem nhá. Đấy, con này mặc như thế này. À, các chị mà đeo một cái túi nữa thì nó rất là xinh, rất là đẹp. Em thì lại hay mặc quần đùi. Em hay mặc quần đùi với áo khoác này lắm. Đi đâu người ta cứ tưởng mình gọi là các chị bảo là sao mày không thấy nóng à Hương? Chị mày không thấy nóng à?
Mà không, áo này nó có nóng đâu, áo này của nó ren mà. Sờ vào nó mát lạnh luôn, chả có tí nào là nóng, coi như chống nắng luôn. Mình mặc cái này là kết hợp thời trang. Đấy, nếu mà đã là thời trang rồi thì nó phải kết hợp như thế này. Còn mặc một mình thì nó có gì gọi là thời trang đâu. Cho chị một áo em mặc, rồi Đức Anh Coca. Đức Anh Coca, một áo em đang mặc này. Áo này đúng không? Áo trong hay áo ngoài, chị Đức Anh Coca ơi. Cái này có một size thôi, trường trường nhá. Áo khoác bé đang mặc, áo khoác bé đang mặc là áo gì đấy? Coco. Coco à? Coco em hết rồi, em chỉ còn một con thôi. Nào chị Coca là cái áo em đang mặc ngoài này đúng không? Đấy, đẹp ơi là đẹp, mặc mấy váy cũng xinh, mặc mấy cái gì cũng xinh, quần bò cũng xinh, quần đùi cũng xinh, quần ngố cũng xinh, tóm lại là kết hợp cái gì cũng xinh. Đấy, con áo này nó rất là dễ khoác, hết hàng rồi nhá, không có hàng đâu. Em không có thời gian để bán những cái này. À, rồi ok, Đức Anh Coca. Đức Anh Coca một áo đen em đang mặc. Áo đen em đang mặc là áo đen này đúng không? Áo chai leo. Hoa Lan Phụng ơi, hết rồi. Tối có về thì em bổ sung thêm nhá. Chuyển sang màu đỏ chai leo đi. Tối có về thêm hàng này thì em bán tiếp. Chiều em gọi thêm hàng này, nếu mà còn hàng thì em bán tiếp nhá. Đây là màu đỏ. Đấy, chị nào yêu màu đỏ thì lấy màu đỏ được này. Em kiểm tra xem còn ở đâu không nhá. Tí nữa lại lòi ra mấy con là chị mắng nữa đấy. Đấy, đang bán kết hợp người ta hỏi không có. Đây là màu đỏ. Chị nào đấy, rồi Đức Anh Coca một cái áo khoác rồi này. Chị nào lấy màu đỏ. Trịnh Châu ơi, em chỉ còn màu đỏ thôi nhá. Em chỉ còn màu đỏ thôi này. Đấy, các chị nhìn màu đỏ của em nhá. Chị nào lấy màu đỏ thì chốt luôn cho em màu đỏ. Đấy, áo của nó thì rất là xinh, rất là đẹp, cái dáng của nó như thế này. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em. Chốt luôn cho em màu đỏ này. Có hai con màu đỏ thôi. Chị ngoài màu đen rồi, ok của chị ngoài màu đen. May quá, chốt nhanh thì còn được một con. Thực ra em không có thời gian em mặc thôi, mặc đến cái nào em bán hết cái đó. Bây giờ em cho mẫu khoác thử áo bò cho các chị xem luôn. Em mặc thử áo bò. Các chị ơi, chiều em lại xả hàng tiếp. Chiều xả toàn bộ hàng này. Buổi tối ngày hôm nay thì hàng thu về rồi, dưới 200.000 bộ quần dài áo cộc, cực kỳ là đẹp luôn, đủ màu, đủ size, đủ số và toàn bộ áo của nó là áo đá hết. Bên em thì đa số là hợp phong thủy với áo đá, thế nó mới lạ chưa. Thế ạ, dồn đơn gửi nhanh cho chị nhá. Rồi ok, chị Mai Hoa. Chị Mai Hoa thì em gửi nhanh luôn, chị chiều chị có lấy bộ thì lấy thêm nhá. Chị nào lấy áo đỏ em còn hai cái, áo đỏ này quá là đẹp. Áo bò mẫu đang mặc 390.000. Rồi ok, chị hoa hồng thủy tinh màu đỏ này. Còn một con màu đỏ chị nào lấy nốt thì em cởi luôn ra để em chuyển mẫu này. Cái áo này của chị nào đấy chị nhớ không? Phúc Ngô gì không phải không? Áo trong này này. Phúc Ngô. Phúc Ngô đấy. Cửa hàng cho em chưa? Gửi cửa hàng, gửi hàng. Chị Nguyễn Duyên Đạt ơi, gửi cho chị hôm qua rồi. Em gửi cho chị hôm qua rồi nhá. Đấy, chị nào lấy nốt màu đỏ thì chốt luôn này. Đẹp ơi là đẹp. Xinh ơi là xinh. Chị nào lấy áo bò thì chốt cho em áo bò nhá. Áo trong Phúc Ngô lấy. Phúc Ngô lấy nốt áo trong này đúng không? Áo trong này lấy này, em chưa cởi ra đấy. Chị Phúc Ngô lấy áo trong nữa đúng không? Đúng thì ok luôn này. Đấy, các chị nhìn thấy đẹp.